Hộ hoa cao thủ tại đô thị, Hạ Thiên. Tập 150. Thật ngại quá, đã hù ngươi rồi. Tề Khoa Phu yên tĩnh vài giây, vừa cười vừa xin lỗi Y Tiểu Âm, Y Thần Y, ở trước mặt ta ngươi cũng đừng giả bộ nữa. Đây là lần cuối cùng ta nhấn mạnh, đừng ép ta lặp lại lần nữa. Chỉ cần ngươi nói phương pháp trường sinh bất tử cho ta, ta có thể cho ngươi tài phú và quyền lực vô tận. Cho dù ngươi muốn làm nữ vương cũng không thành vấn đề. Y Tiểu Âm vẫn lạnh đạm như cũ, ngươi nói những chuyện này, ta thật sự không có hứng thú. Ta chỉ là một bác sĩ trị bệnh cứu người, chỉ thế mà thôi. Phác, Tề Khoa Phu chửi bậy một câu, đầu lại đau cực kỳ, giống lên hung ác, ai cũng không thể chống lại ta, ai cũng không thể. Các ngươi đều chỉ là công cụ của ta, đừng hòng rời khỏi ta. Thật ra, Y Tiểu Âm ngay từ đầu đã quan sát Tề Khoa Phu, phát hiện bản thân hắn ta không hề có bệnh, nhưng lại có rất nhiều triệu chứng. Điều kỳ lạ là các bộ phận trên cơ thể lại có những đặc điểm quá khác biệt, hoàn toàn không giống một người nên có. Nhanh lên, lấy thuốc cho ta. Tề Khoa Phu cắn chặt răng, khóe miệng không ngừng có chất lỏng màu vàng chảy xuống. Không bao lâu sau, một người áo đen vội vàng chạy vào, tiêm cho Tề Khoa Phu một loại chất lỏng cũng màu vàng luôn. Lúc này, Tề Khoa Phu mới thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi khôi phục lại bình thường, vẻ cuồng dại trong ánh mắt cũng thu liếm sạch sẽ. Một lần nữa vô cùng lịch sự nói, khiến Y Tiểu Thư chế giễu, nhưng nếu ngươi là thần y, khẳng định đã nhìn ra vô số nghi nan tạp chứng, hẳn cũng không cảm thấy quá kinh ngạc. Chúng ta vừa nói đến chỗ nào rồi? Tề tiên sinh, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Lông mày Y Tiểu Âm cau lại, có chút cảnh giác nhìn đối phương. À, ta nhớ rồi. Tề Khoa Phu nhẹ nhàng vỗ đầu, cười ha hả, trước đó Y Tiểu Thư nói mình là bác sĩ, cái này đúng, ta có bệnh. Bệnh rất nghiêm trọng, chỉ có trường sinh bất tử mới có thể cứu được ta. Nếu Y Tiểu Thư đã là bác sĩ, người nhất định sẽ không thấy chết mà không cứu. Y Tiểu Âm thản nhiên đáp lại, tình huống như ngươi, cho dù trường sinh bất tử, cũng không có ý nghĩa quá lớn, ngược lại còn là sự tra tấn vô tận, cần gì chứ? À, xem ra Y Tiểu Thư đã nhìn ra, Tề Khoa Phu mỉm cười, lập tức giơ tay lên, bỗng nhiên cánh tay rơi xuống mặt đất. Hắn ta nhặt cánh tay lên, gắn lại lần nữa, chỉ thấy nơi đứt gãy sinh ra vô số sợi tơ màu vàng, nối liền cánh tay lại, nhìn hoàn hảo như lúc ban đầu. Thật ra ta cũng chẳng có gì cần phải che giấu. Ta luyện công gặp rủi ro, cơ thể bị hủy, chỉ còn lại bộ não. Tề Khoa Phu dùng tay chỉ vào huyệt thái dương, nhưng ta không cam tâm chỉ làm một bộ não ngâm trong hũ, cho nên ta đã cho người tìm vô số cơ thể, cuối cùng ghép lại, trở thành bộ dạng như lúc trước. Y Tiểu Âm đã xác định suy đoán trong lòng, không khỏi cảm thấy buồn nôn. Tề Khoa Phu giống như đang nói đến một chuyện rất kiêu ngạo, lại còn thao thao bất tuyệt, có người có mắt giống ta, có người có mũi giống ta, có người có cánh tay giống ta, có người cuối cùng ngàn vạn bộ phận giống ta, một lần nữa hợp thành một ta mới. Mặc dù hơi bị tì vết nhưng cũng đã đủ. Đủ rồi, Y Tiểu Âm quát, ngươi đúng là không còn nhân tính. Không, không, không. Y Tiểu Thư hiểu lầm rồi. Tề Khoa Phu lắc đầu, vô cùng nghiêm túc cải chính lại, ta rất nhân đạo, những người kia cũng không chết, đều trở thành thuộc hạ của ta nuôi bọn họ cả một đời. Bởi vì nếu bọn họ chết, cơ thể của ta cũng mất đi hoạt tính. Cho nên ta cần thuốc trường sinh bất tử, như vậy ta mới có thể thoát khỏi sự trói buộc của những người đó, khiến cho phần cơ thể này chân chính thuộc về ta. Đúng là cặn bã. Y Tiểu Âm lạnh lùng nói, đừng nói ta không có thuốc trường sinh bất tử, cho dù có, ta cũng không có khả năng cho ngươi, ngược lại ta còn muốn giết ngươi, tránh ngươi gây họa cho người vô tội. Hai, Y Tiểu Thư, tại sao ngươi còn không rõ chứ? Ánh mắt Tề Khoa Phu hiện lên sự thất vọng, ta là người đại diện trường sinh thánh điện, sứ giả của thần ở nhân gian. Có thể sử dụng cơ thể của bọn họ, đó chính là vinh quang suốt đời của bọn họ. Hơn nữa, ta trường sinh bất tử cũng đại diện cho một bộ phận nào đó của bọn họ vĩnh tồn. Như vậy, người đã cứu được mấy ngàn nhân mạng. Nói hưu nói vượt, người đi chết đi. Y Tiểu Âm vốn khống chế cảm xúc rất tốt, nhưng hôm nay nàng không khỏi phẫn nộ, đưa tay bắn ra mấy cây ngân châm. Tề Khoa Phu dường như đã sớm có dự liệu, lách sang bên cạnh, tránh thoát ngân châm của Y Tiểu Âm. Y Tiểu Thư, nếu ta thắng ngươi, có phải ngươi sẽ đáp ứng yêu cầu của ta hay không?
Y Tiểu Âm lạnh lùng nói, ngươi đừng có si tâm vọng tưởng. Vậy ta không thể làm gì khác hơn là bắt ngươi lại, sau đó bắt người kia hiện thân. Tề Khoa Phu búng tay một cái, bốn vách tường sụp xuống, trần nhà bay lên, mấy trăm người mặc áo đen xuất hiện, vẽ một trận pháp cực lớn, chính giữa phun ra một luồng khí lưu màu đen. Chán Y Tiểu Âm rịn mồ hôi, cảm thấy không ổn. Quả nhiên, nàng đã rơi vào cạm bẫy của người khác. Nàng đã lĩnh giáo qua khí lưu màu đen, thật sự không muốn dính vào. Y Tiểu Thư, đừng vùng vẫy nữa. Khóe miệng Tề Khoa Phu nhếch lên, cười nói, đây là trận do nhân thể luyện thành, chỉ cần ngươi lưu lại một nửa tia khí tức, cho dù ngươi trốn về Hoa Hạ, ta cũng có thể luyện hóa ngươi. Vừa dứt lời, trận pháp chậm rãi phát sáng lên, khí lưu màu đen bốc hơi lên như sương, tràn ngập phạm vi vài dặm. Ta nói một lần cuối, ngươi mau nói phương pháp trường sinh bất tử cho ta biết. Tề Khoa Phu nhảy ra ngoài trận pháp, duỗi tay nói với Y Tiểu Âm, ta có thể thả ngươi đi, còn cho ngươi chỗ tốt vô hạn. Ta cho ngươi 3 giây để cân nhắc. Không cần, Y Tiểu Âm quả quyết từ chối, ta không thể nào hợp tác với loại cặn bã như ngươi. Đúng là đáng tiếc. Ánh mắt Tề Khoa Phu hiện lên sự tiếc hận, vốn ta cho rằng chúng ta có thể kết giao bằng hữu, xem ra là tự ta đa tình. Y Tiểu Thư, không biết ngươi có nghĩ đến hay không, ngươi làm như vậy thật ra đã gây họa cho bằng hữu của mình. Loại cặn bã như ngươi, sống lâu 1 giây mới là bất công với người bình thường. Bản tính của Y Tiểu Âm vốn thiện lương, rất ít khi động sát tâm, nhưng bây giờ nàng thật sự rất muốn giết người trước mắt, mặc dù không tính thay trời hành đạo, nhưng hôm nay ta nhất định phải giết ngươi. Có chí khí, chỉ sợ ngươi không đủ bản lĩnh mà thôi. Tề Khoa Phu cười phá lên. Một lát sau đã thu lại nụ cười, ngươi muốn giết ta lại không muốn giết ngươi, ta sẽ khống chế ngươi, sau đó dụ Hạ Thiên đến cứu ngươi. Hắn yêu ngươi như vậy, hắn nhất định sẽ cam lòng dùng phương pháp trường sinh bất tử đổi một mạng cho ngươi. Y Tiểu Âm lạnh lùng nói, ngươi sai rồi. Chẳng lẽ ngươi muốn nói hắn hoàn toàn không quan tâm đến ngươi? Gương mặt Tề Khoa Phu tràn ngập châm chọc, vậy ta cũng không tin. Dù sao ta cũng đã điều tra qua. Nếu ngươi đã điều tra qua, ngươi hẳn phải biết hắn không bao giờ thỏa hiệp với ngươi. Giọng điệu Y Tiểu Âm vẫn rất lạnh nhạt, chậm rãi nói, hắn sẽ trực tiếp xử lý ngươi. Ngoại trừ nữ nhân xinh đẹp, không ai có thể uy hiếp được hắn. Ha ha, vậy ta càng muốn giao thủ với hắn. Nụ cười Tề Khoa Phu lại càng rạng rỡ hơn, chỉ vào Y Tiểu Âm, Y Tiểu Thư, ngươi nên ngoan ngoãn ở lại trong trận đi, đừng nghĩ đến chuyện phản kháng, như thế ngươi sẽ rất thống khổ. Nói xong, khí lưu màu đen bên trong trận pháp bắt đầu ngưng kết thành một hình lập phương cao rộng 3 mét. Y Tiểu Âm đương nhiên sẽ không để cho hắn ta đạt được mục đích, lập tức sử dụng phiêu miễu bộ, muốn đào thoát khỏi pháp trận màu đen. Nhưng, bất luận tốc độ của nàng có nhanh bao nhiêu, đám khí lưu màu đen luôn trước một bước ngăn trước người nàng, sau đó từ 4 phương 8 hướng tuôn ra, bao vây lấy nàng. Y Tiểu Âm đành phải xê dịch di chuyển tranh thủ thời gian cho mình. Thuận tiện tìm sơ hở của trận pháp. Ngồi chờ chết xưa nay không phải là tính cách của nàng. Đừng vùng vẫy nữa, Tề Khoa Phu gọi hai người áo đen mang một cái ghế đến, đắc ý nằm nghiêng trên ghế, Y Tiểu Thư, người không xông phá được trận pháp này của ta đâu. Hơn nữa, người phản kháng càng lợi hại, về sau ngươi sẽ nhận được thống khổ càng nghiêm trọng hơn, không ai cứu được ngươi đâu. Y Tiểu Âm phát hiện nàng quả thật đã đánh giá thấp người trước mắt. Bằng không, nàng sẽ không có chuyện không phản kháng mà chấp nhận đến nơi này. Khi đó, nàng chỉ muốn nhìn xem rốt cuộc đối phương là thế lực nào, không nghĩ đến lại gặp phải loại biến thái như thế. Trong trận pháp, khí lưu màu đen càng lúc càng ngưng trọng. Từ trạng thái sương mù ban đầu đã chuyển thành nhựa cao su, hơn nữa còn có xu hướng ngày càng kiên cố. Bành! Y Tiểu Âm đánh một chưởng vào dịch nhờn màu đen đang tuôn về phía nàng. Sau khi đánh nổ, nàng di chuyển thật nhanh, tránh bị văng trúng. Cùng lúc đó, nàng tìm được một cơ hội tốt, trong phút chốc như quỷ mị từ trong trận pháp thoát ra, một chưởng vỗ về phía Tề Khoa Phu không chút phòng bị. Y Tiểu Âm đúng là bị buộc đến đường cùng, đành phải dùng chưởng pháp này. Trước kia, Hạ Thiên đã từng cưỡng ép dạy cho nàng bộ chưởng pháp này. Lúc đó, nàng hoàn toàn không có tâm trạng để học. Nhưng với trí nhớ rất tốt, nàng vẫn ghi nhớ bộ chưởng pháp đó. Đây là lần đầu tiên nàng dùng nó, hiệu quả cũng kinh người,
ít nhất vừa ra tay đã giúp nàng thu được cơ hội phản sát. Đến hay lắm, mặc dù Tề Khoa Phu cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng còn chưa đến tình trạng thất kinh, hai tay chấn động lộ ra hai cây súng ngắn, bắn liên hồi về phía Y Tiểu Âm. Y Tiểu Âm cũng không sợ đạn, sau khi tu tiên giả đạt đến tu vi kim đan kỳ, cơ thể trên cơ bản đao thương bất nhập. Tuy nhiên, nàng vẫn tập trung tránh những viên đạn đó. Quả nhiên, những viên đạn đó quỷ dị giống như khí lưu màu đen, sau khi bắn hụt thì nổ tung, biến thành nước rơi xuống xung quanh. Phàm là vật gì bị dính nước đều bị ăn mòn. Tiếp theo, chúng hợp với chất lỏng màu đen bên trong trận pháp lập tức lớn hơn. Bành! Tề Khoa Phu tránh không kịp, cứng rắn chịu một chưởng của Y Tiểu Âm, cả người bay rớt ra ngoài vài trăm mét, hơn nửa ngày mới đứng lên được. Vừa định há miệng nói chuyện, hắn ta bỗng nhiên phun ra một ngụm máu màu vàng, ngực vỡ ra, một trái tim bị chấn bể rơi ra ngoài. Ngươi xác thực rất lợi hại, nhưng ta vẫn còn tim. Tề Khoa Phu lau vết máu nơi khóe miệng, một bước lui lại dẫm nát trái tim của mình, ngươi có thể giết ta được mấy lần? 10 lần, 100 lần, 1000 lần, ha ha, chỉ sợ cũng không được. Y Tiểu Âm cố nhịn cơn buồn nôn xuống, ngươi đã được xem là bất tử bất diệt. Không cần thiết đi tìm phương pháp trường sinh bất tử. Không, 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 loại phương pháp này chỉ đảm bảo ta không chết, nhưng không thể giúp cho ta trường sinh. Tề Khoa Phu lắc đầu, buồn rầu nói, ngươi có biết tìm được cơ quan tương xứng với cơ thể của ta khó đến cỡ nào không? Hơn nữa, những khí quan này đều có kỳ hạn, quá hạn là phải ném bỏ. Thật ra, ngươi nói cho ta phương pháp trường sinh bất tử cũng là đang thích đức, phòng ngừa càng lúc càng có nhiều người gặp họa. Điều này cũng phù hợp với ý niệm hành y tế thế, chữa bệnh cứu người của ngươi. Không cần phiền phức như vậy, cứ trực tiếp giết ngươi thì tốt hơn. Y Tiểu Âm lạnh lùng đáp lại. Tề Khoa Phu thở dài một tiếng, ta đã cho ngươi mấy lần cơ hội nhưng ngươi lại không biết trân quý, vậy ngươi cũng đừng trách ta không khách sáo. Hắn ta nói với người áo đen bên cạnh, khởi động trận pháp. Đám áo đen lập tức ngâm sướng những từ ngữ tối nghĩa cổ quái. Thậm chí còn rạch cổ tay, nhỏ máu đen vào tiết điểm trận pháp. Mặc dù Y Tiểu Âm không biết bọn họ muốn làm gì nhưng trong lòng dâng lên một sự cảnh báo, nàng lách mình đến trước mặt Tề Khoa Phu, dự định giết hắn ta trước rồi hãy nói. Lần này Tề Khoa Phu đã có sự chuẩn bị, lập tức hóa thành sương mù màu đen, biến mất ngay tại chỗ. Sao, Y Tiểu Âm đụng vào dịch nhờn màu đen, phát hiện nàng đã quay trở lại trận pháp. Dưới sự ngâm sướng và kích thích máu tươi của đám người áo đen, trận pháp càng thêm khổng lồ. Chất lỏng màu đen biến thành sắt thép lưu động, ngưng kết càng thêm cứng rắn, muốn đánh vỡ cũng khó. Thật ra Phiêu Miễu Bộ cũng rất hữu dung, bằng không, Y Tiểu Âm đã sớm bị vây đến không còn đường để trốn. Tuy nhiên, Y Tiểu Âm nắm giữ Phiêu Miễu Bộ chưa được quen thuộc cho lắm, không cách nào vận dụng tự nhiên như Hạ Thiên. Sống đến bây giờ, người đích thật rất mạnh. Nhưng bây giờ, nó cũng không có tác dụng gì đâu. Tề Khoa Phu một lần nữa xuất hiện, ánh mắt nheo lại, vừa cười vừa nói. Y Tiểu Âm không rảnh để ý Tề Khoa Phu trào phúng, vẫn tìm kiếm sơ hở của trận pháp như cũ. Trực tiếp phong trận đi, Tề Khoa Phu cười khẽ hai tiếng, dặn dò người áo đen. Đám áo đen lập tức ngừng ngâm sướng, lấy từ trong ngực ra một cái túi đựng bột phấn màu vàng đổ vào thiết điểm trận pháp. Bột phấn vừa mới dính vào chất lỏng màu đen bên trong trận pháp, lập tức sinh ra phản ứng rất mạnh. Tất cả chất lỏng màu đen dung hợp lại với nhau, tạo thành một quả cầu cực lớn, đồng thời còn tản ra cái mùi gay mũi. Y Tiểu Âm ngửi thấy mùi này, biết không ổn. Đây là một loại khí thể thôi miên, đành phải tạm thời nín thở. Quả cầu màu đen càng lúc càng nhỏ, cuối cùng co lại bằng nửa người, không biết Y Tiểu Âm bên trong như thế nào. Được rồi. Đem trận pháp thu nhỏ đến mật kho đi. Tề Khoa Phu lắc đầu, nói với đám người áo đen. Đám người áo đen vừa đang định mang quả cầu màu đen đi, bỗng nhiên một tia chớp từ trên trời giáng xuống, bổ trúng chính giữa quả cầu màu đen. Quả cầu trong nháy mắt mở ra một khe hở, Y Tiểu Âm từ trong khe hở nhảy ra, phiêu phù giữa không trung. Ai dám làm hỏng việc của ta? Tề Khoa Phu trợn mắt nhìn xung quanh, quát to cút ra đây cho ta. Một người mặc áo bào đen lặng yên không một tiếng động xuất hiện trên đỉnh đầu Tề Khoa Phu. Không đợi Tề Khoa Phu kịp phản ứng, một thanh chủy thủ màu trắng bạc từ trên đỉnh đầu đâm xuống. A! À,
Tề Khoa Phu phát ra tiếng kêu thảm thiết, cơ thể trong nháy mắt sụp đổ, tản mát đầy đất. Rất nhanh, bên trong tứ chi lại chảy ra dịch nhờn màu vàng, muốn kết nối cơ thể lại. Tuy nhiên, đại não bị đâm trúng, cơn đau khiến cho Tề Khoa Phu không cách nào khống chế tất cả bộ vị của cơ thể. Mặc dù Y Tiểu Âm không biết là ai đã giúp nàng, nhưng nàng cũng không bỏ lỡ thời cơ, bắn ra mấy cây ngâm châm, chui vào trong lỗ mũi, đi thẳng lên não bộ Tề Khoa Phu. Bốp! Một tiếng giòn vang, đầu Tề Khoa Phu giống như dưa hấu không chịu nổi áp lực, vỡ nát bấy. Đi, người kia khẽ quát với Y Tiểu Âm, đừng ham chiến. Y Tiểu Âm thuận tay giải quyết luôn mấy tên áo đen, lúc này mới đi theo người kia. Một lát sau, sau khi hai người đến khu vực an toàn, cả hai mới dừng lại. Y Tiểu Âm nói với người mặc áo đen, cảm ơn ngươi đã cứu mạng ta, không biết ngươi xưng hô như thế nào. Ta tên Chiêm Mộ Tư, Y Tiểu Thư, hạnh ngộ, hạnh ngộ. Người kia cởi bỏ ngụy trang, lộ ra diện mạo thật, là một người ngoại quốc tóc vàng mắt xanh, nhưng tiếng Trung lại nói rất chuẩn, còn có âm điệu của kinh thành. Ngươi biết ta, Y Tiểu Âm ngạc nhiên hỏi. Chiêm Mộ Tư mỉm cười, sờ tóc của mình, đương nhiên là biết. Ngươi và Hạ Thiên là đối tượng nghiên cứu trọng điểm của Trường Sinh Thánh Điện chúng ta. Ta đương nhiên biết ngươi. Y Tiểu Âm hơi cảnh giác, nói như vậy, ngươi và Tề Khoa Phu kia là cùng một bọn. Không phải, chỉ là đồng sự mà thôi. Ta cũng chán ghét cái tên biến thái đó lắm. Chiêm Mộ Tư lắc đầu, lập tức giải thích, cách đây không lâu, ta đã gặp Hạ Thiên, hắn còn cứu ta một mạng. Sau khi trở về, ta phát hiện Tề Khoa Phu bí mật đối phó ngươi, cho nên ta đã để ý. Cứu ngươi chỉ là báo ân mà thôi, ngươi không cần cảm ơn ta. Còn nữa, thật ra trận pháp đó cũng không vây khốn được ngươi đâu, ngươi chỉ là không biết thứ đó là gì, cần chút thời gian để tìm hiểu. Chuyện nào ra chuyện đó, Y Tiểu Âm từ trước đến nay ân oán rõ ràng, vẫn nói lời cảm ơn, ngươi đích thật đã cứu ta, điều này ta nhất định phải cảm ơn. Chiêm Mộ Tư suy nghĩ một chút, cũng không từ chối, cũng được, tạo mối quan hệ tốt với ngươi, về sau cũng thuận tiện cho ta tiếp cận Hạ Thiên. Sau này, ngươi nhớ nói mấy lời tốt đẹp về ta trước Hạ Thiên nhé. Y Tiểu Âm hỏi, ngươi muốn tiếp cận Hạ Thiên để làm gì? Chẳng lẽ ngươi cũng muốn phương pháp trường sinh bất tử? Trường sinh bất tử, ai mà chẳng muốn? Chiêm Mộ Tư suy nghĩ một chút rồi nói, nhưng ta không phải đồng loại với Tề Khoa Phu. Ta thích nói chuyện hợp tác với cường giả hơn. Được rồi, nơi này không nên ở lâu, ta phải đi đây, không thể để cấp trên biết được là ta làm. Hẹn gặp lại. Y Tiểu Âm nói một tiếng cảm ơn lần nữa, rất nhanh cũng rời đi, đón chuyến bay gần nhất bay về nước. Tiểu Tiên Giới, Lục Trọng Thiên, Đại Thánh Tông. Nơi này so với Bồng Lai Phúc Địa Nhất Trọng Thiên còn có dáng vẻ của Phúc Địa Động Thiên hơn. Sông đẹp núi đẹp, chim hót hoa nở. Còn có rất nhiều động vật chân quý xuyên thẳng trong rừng, trong đó còn có một số mãnh thú thượng cổ đã bị tuyệt chủng trên trái đất, nhưng nhiều nhất vẫn là hầu tử, nhìn qua rất giống hoa quả sơn. Hạ Thiên vừa đến, hắn đã gặp phải Tiêu Diễm Diễm, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Ngươi ở đây làm gì? Hạ Thiên nhìn Tiêu Diễm Diễm, thuận miệng hỏi, chẳng lẽ trưởng bối trong nhà ngươi chê ngươi xấu xí, đuổi ngươi ra ngoài? Tiêu Diễm Diễm nhìn thấy Hạ Thiên đột nhiên xuất hiện. Không khỏi giật mình, sau đó vỗ ngực, bất mãn nói, ta ở đây chờ ngươi hết một ngày, ngươi đừng có ăn nói khó nghe như vậy. Ta không bắt ngươi chờ, Hạ Thiên nói, cũng không cảm thấy nữ nhân này đang nói thật. Đúng là, người ta có lòng tốt lại biến thành lòng lang dạ thú. Thiên Đình hơi ủy khuất, đưa tay lên khóe mắt, giống như đang lau nước mắt, ta ở đây chịu khổ còn không phải vì ngươi sao. Ngươi đúng là một tên không có lương tâm. Hạ Thiên chừng nàng một cái, nói chuyện đàng hoàng đi, nếu không, ta đánh ngươi đấy. Ha ha ha, ngươi quả nhiên là thằng nam sắt thép, tuyệt không lấy nữ hài tử làm niềm vui. Tiêu Diễm Diễm phá lên cười, chỉ vào Hạ Thiên, cũng không biết làm sao ngươi cua được mấy bà vợ tuyệt sắc nữa. Không phải ngươi cưỡng ép bọn họ chứ? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hạ Thiên nhếch miệng, liên quan gì đến ngươi? Đúng là không có nhân tình, Tiêu Diễm Diễm đại khái cũng biết được cách ở chung với Hạ Thiên. Chỉ cần không phạm sai lầm không đáng, thái độ thật ra cũng có thể tùy tiện một chút, bởi vì Hạ Thiên hoàn toàn không để ý đến những phương diện này. Nói xong, nàng lại chuyển sang chủ đề khác, Hạ Thiên,
ngươi rất mạnh, trong thời gian ngắn như thế đã đánh đến lục trọng thiên. Tu vi của ngươi không phải chỉ có kim đan kỳ thôi sao, hay là ngươi che giấu thực lực? Ngươi có chuyện gì thì cứ nói thẳng, quanh co lòng vòng thì biến đi, ta không rảnh để ý đến ngươi đâu. Hạ Thiên cũng lười vòng vèo với Tiêu Diễm Diễm, một chút khách sáo với nàng cũng không có. Tiêu Diễm Diễm cười nói, ta biết ngươi vội đi cứu A Cửu, cho nên ta nói thẳng. Hạ Thiên quay người rời đi, không hứng thú nuông chiều nàng. Không phải nữ nhân của hắn, dáng dấp lại không đẹp, ở thêm với nàng một phút hắn cũng ngại nhiều. Này, đừng đi, Tiêu Diễm Diễm thấy Hạ Thiên muốn đi, vội vàng giữ chặt hắn. Nhưng vừa chạm vào góc áo của hắn, bỗng nhiên một bóng người vọt ra đánh rớt tay của nàng. Người đến ngăn trước mặt Tiêu Diễm Diễm, lạnh lùng nói, người tốt nhất đừng nên chậm trễ chuyện của Hạ trưởng môn. Nếu không, người đừng trách ta không khách sáo. Ngươi là ai? Ngươi dám ra tay với ta, chán sống rồi đúng không? Tiêu Diễm Diễm đưa mắt nhìn lại, phát hiện là một nữ nhân trẻ tuổi, diện mạo còn rất xinh đẹp, lập tức hơi khó chịu, chẳng lẽ ngươi là nữ nhân mới thu của Hạ Thiên? Như vậy, phẩm vị của hắn bị giảm xuống nhiều lắm. Tôn trọng một chút đi, ngươi đến tất nhiên là Hỏa Cửu Linh. Nàng cau mày nói, ta là môn nhân của Hạ trưởng môn, nguyên cửu công chúa Bồng Lai Phúc Địa Hỏa Cửu Linh. Hỏa Cửu Linh, Tiêu Diễm Diễm dường như đã nghe qua cái tên này, không thể nhịn được cười, ngươi chính là nữ nhân không may xuống dưới hạ giới, yêu đương cùng với tên cặn bã, sau đó bị bỏ rơi, khi trở lại tiểu tiên giới thì bị ép cưới. Hỏa Cửu Linh giận dữ, nhấc kiếm chỉ vào Tiêu Diễm Diễm, ngươi nói cái gì? Có ngon thì lặp lại lần nữa đi. Ngươi muốn ta nói bao nhiêu lần cũng được. Tiêu Diễm Diễm trừng mắt nhìn lại, ngươi chẳng qua chỉ là môn nhân của Hạ Thiên, kiêu ngạo cái gì? Ta là bạn của Hạ Thiên, còn là bạn thân hai nữ nhân của hắn. Nghe xong, Hỏa Cửu Linh hơi do dự. Nếu đối phương có quan hệ thân thiết với Hạ Thiên như thế, tùy tiện xung đột, chỉ sợ Hạ Thiên sẽ đứng về phía nàng ta. Hạ Thiên nghe Tiêu Diễm Diễm nói xong, khó chịu nói, ta cũng không nói ngươi là bạn của ta. Tiêu Diễm Diễm mỉm cười với Hạ Thiên, có thừa nhận hay không, chúng ta đã từng đồng sinh cộng tử ở Sương Nguyệt Đảo. Giao tình như thế chẳng lẽ còn không được tính là bạn? Không tính, Hạ Thiên trả lời rất thẳng thắn, ta nhớ trước kia ngươi dường như muốn đi theo Ứng Hiểu Nguyệt đối phó vợ y, món nợ này còn chưa tính sổ đâu đấy. Đó chỉ là hiểu lầm, Tiêu Diễm Diễm không nghĩ đến Hạ Thiên nhắc lại chuyện đó, hơn nữa, Ứng Hiểu Nguyệt mà ngươi còn tha thứ được, thu làm thủ ha, chút chuyện đó của ta tính là gì chứ? Huống chi, ta cũng không đối phó Y Tiểu Âm mà. Ta và Y Tiểu Âm cùng với A Cửu trước kia còn là bạn tốt nữa mà. Hạ Thiên nói, đó là trước kia. Này, Hạ Thiên, ngươi đừng vô tình như vậy chứ. Tiêu Diễm Diễm hơi gấp lên, nói với Hạ Thiên, ta cố ý ở đây chờ ngươi chính là có chuyện rất quan trọng cần nói cho ngươi biết. Hạ Thiên lười biếng đáp lại một câu, ngươi thích nói thì cứ nói, bây giờ ta còn phải đi tìm trưởng môn nữa. Ta nói, ngươi đừng đi. Tiêu Diễm Diễm đang định đuổi theo Hạ Thiên, đáng tiếc đã bị Hỏa Cửu Linh chặn lại, đành phải kêu ầm lên, tin tức có liên quan đến A Cửu, ngươi cũng không nghe sao. Hạ Thiên ngừng lại, quay người nhìn thẳng vào Tiêu Diễm Diễm, cho ngươi 2 phút, nói đi. Bây giờ A Cửu đang bị nhốt ở Thiên Ngoại Thiên, Âm Hậu cũng đang ở đó. Tiêu Diễm Diễm dừng lại vài giây, suy nghĩ thật kỹ mới bắt đầu nói, chỉ là lời còn chưa nói hết đã bị Hạ Thiên cắt ngang. Hạ Thiên nhếch miệng, ta biết mấy thứ này, ngươi còn tin tức nào nữa hay không? Ngươi cũng biết, tại sao ngươi biết, Tiêu Diễm Diễm có chút kỳ quái, ngươi không phải luôn ở dưới sao, ai nói cho ngươi biết? Chuyện này liên quan gì đến ngươi? Hạ Thiên cũng lười giải thích. Tiêu Diễm Diễm cũng không hỏi tiếp, chẳng qua nhìn không được mà bất mãn nói, ta phí hết sức lực mới hỏi thăm được từ trưởng bối, ngươi lại biết từ trước, không khỏi vô lý quá. Hạ Thiên một lần nữa cắt ngang Tiêu Diễm Diễm, nếu ngươi không còn tin tức nào khác, ngươi cũng đừng chậm trễ thời gian của ta. Tiêu Diễm Diễm nói với Hạ Thiên, tin tức A Cửu thì không còn, nhưng ta biết về trưởng môn ở đây, ngươi có muốn nghe hay không? Cái này nghe hay không cũng chẳng khác gì nhau lắm, nhưng ngươi muốn nói cũng được, đi theo đi. Hạ Thiên thả người bay đi, bay đến một thác nước chỗ sâu sơn thủy. Trưởng môn nơi này tên Tề Thiên Thánh. Tự xưng Mỹ Hầu Vương chuyển thế. Tiêu Diễm Diễm đi bên cạnh Hạ Thiên, chậm rãi nói ra tin tức nàng biết,
cho nên, ông ta đã tạo dựng nơi này giống với Hoa Quả Sơn. Nghe nói tu vi còn vượt qua khỏi tiên đế năm đó, nhưng vì độ kiếp thất bại, cảnh giới mới rơi xuống. Hạ Thiên kỳ quái hỏi, Mỹ Hầu tử chuyển thế. Là Mỹ Hầu Vương, Tiêu Diễm Diễm tức giận nói, ngươi đừng nói ngay cả Tây Du Ký ngươi cũng không xem nhé. Ngươi có ý kiến gì sao? Hạ Thiên ngáp một cái. Đọc sách là một công việc quá nhàm chán, không bằng chơi đùa với các bà vợ còn vui hơn. Tiêu Diễm Diễm lắc đầu, ta không có ý kiến, chỉ là ta muốn nói cho ngươi biết ngươi tốt nhất đừng nên xem thường Tề Thiên Thánh. Nếu không, có thể sẽ ăn thiệt đấy. Chỉ có ta cho người khác ăn thiệt, chứ chưa có người nào cho ta ăn thiệt. Hạ Thiên đáp lại, Tiêu Diễm Diễm cũng không biết có nên khuyên Hạ Thiên một hai câu hay không. Thái độ khinh địch như vậy đúng là không được, tuy nhiên, Hạ Thiên trước kia đích thật chưa từng bị đánh bại. Hơn nữa, cho dù nàng lên tiếng khuyên hắn, ngoại trừ bị Hạ Thiên phiền chán, cái gì cũng không có. Tiêu Diễm Diễm đành nói ra tin tức mà nàng biết, ta nghe vị trưởng bối trong nhà nói, Tề Thiên Thánh không phải người bình thường, thể chất rất đặc biệt. Về phần đặc biệt như thế nào, ta không biết. Có đặc biệt cũng không đặc biệt bằng thể chất của ta. Hạ Thiên hơi kiêu ngạo nói, băng hỏa linh thể đích thật rất nghịch thiên, thể chất bình thường kém xa so với nó. Một lát sau, ba người đến trước mặt thác nước thật lớn. Người đang ở bên trong, Tiêu Diễm Diễm nói với Hạ Thiên, ta không lẫn vào đâu. Nếu không, sẽ liên lụy đến Tiêu gia. Tùy ngươi, Hạ Thiên không cần Tiêu Diễm Diễm hỗ trợ, cũng không cần người hò hét trợ uy. Hắn để mặc Tiêu Diễm Diễm muốn làm gì thì làm. Hỏa Cửu Linh thấy Hạ Thiên không nhúc nhích, nhỏ giọng hỏi, Hạ trưởng môn, người có cần ta vào đó dẫn người ra không? Không cần, người đã ra rồi. Hạ Thiên đáp, ra rồi. Hỏa Cửu Linh ngẩn người, cảnh giác nhìn xung quanh, nhưng không phát hiện được ai, ở đâu thế? Hạ Thiên cũng không trả lời. Giữ ngón tay sáng lên ngân châm, cách không đâm một châm về phía thác nước. Bành! Một luồng linh khí bắn ra, chỉ thấy bọt nước bắn tung tóe, thác nước vỡ thành vô số dòng nước. Cái này, Hỏa Cửu Linh cũng ngây người, không hiểu tại sao Hạ Thiên lại làm như thế. Dòng nước bắn tung tóe bốn phía, nhấn chìm sơn lâm chung quanh. Hoa Quả Sơn vốn đẹp như trong tranh chỉ trong chốc lát đã biến thành một mảnh hỗn độn. Không bao lâu sau, rất nhiều hầu tử cầm binh khí từ trong huyệt động đằng sau thác nước vọt ra, bao vây Hạ Thiên và Hỏa Cửu Linh. Là ai? Tại sao ngươi dám gây sự trên địa bàn của ta? Lúc này, giữa không trung vang lên một âm thanh quát hỏi. Hỏa Cửu Linh nghe được âm thanh này, cảm giác màng nhĩ đau nhức, óc như muốn bị đun sôi. Đừng núp nữa, chẳng thú vị gì cả. Giọng nói của Hạ Thiên vẫn bình tĩnh như cũ, có chút không kiên nhẫn, ngươi nên tranh thủ lăn ra đi. Sớm một chút giải quyết cho xong việc, ta còn phải đến thiên ngoại thiên nữa. Thú vị thật, người kia mỉm cười, hơi trêu chọc ta nhận được mệnh lệnh của tiên đế, bảo ta giết ngươi ở đây. Hạ Thiên bĩu môi, ngươi không có thực lực đó đâu. Thiếu niên lang, ngươi quá ngông cuồng rồi đấy. Âm thanh kia càng thêm khiêu khích, ngươi không cho rằng ta cùng một cấp độ với đám phế vật mấy trọng thiên bên dưới chứ. Ta cao hơn bọn họ nhiều, mà còn cao hơn rất nhiều giai. Đám người bọn họ cộng lại cũng không sánh bằng một đầu ngón tay của ta. Hạ Thiên không hề yếu thế, thế 10 người cộng lại cũng còn kém ngón tay của ta một giáp. Cuồng vọng vô tri, âm thanh kia thở dài, thật ra tư chất của ngươi không tệ. Ta thật sự muốn thu ngươi làm đồ đệ, chỉ cần bây giờ ngươi quỳ xuống dập đầu, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Hạ Thiên khó chịu nói, bây giờ, cho dù ngươi gọi hết hầu tử hầu tôn của ngươi ra dập đầu trước ta. Ta cũng không tha cho ngươi mạng nào đâu. Quả nhiên muốn chết, âm thanh kia hiển nhiên không phải là người tốt tính, phẫn nộ quát, ăn trước của ta một gậy, để ngươi nếm thử bài học. Nói xong, thác nước hợp nhất thành một chỗ, hợp thành một côn thủy côn, nặng nề đập xuống Hạ Thiên. Chết đi cho ta. Âm thanh kia từ bốn phương tám hướng truyền vào lỗ tai Hạ Thiên, trong lòng nói tràn ngập sự vui sướng nhưng cũng không hề thiếu sự khinh thường. Hiển nhiên, ông ta không cho rằng Hạ Thiên có thể thoát khỏi một kích này. Nếu Hạ Thiên trực diện một kích, hắn sẽ chỉ có một kết quả mà thôi, chính là tan xương nát thịt. Hỏa Cửu Linh đứng cách đó không xa cũng gấp lên. Nàng cảm thấy lần này Hạ Thiên quá khinh địch, bởi vì bên trong thủy côn ẩn giấu sát chiêu. Nếu không tránh ra,
hắn có khả năng bị đánh thành cặn bã. Ngay cả Tiêu Diễm Diễm lòng tin 10 phần với Hạ Thiên cũng không khỏi lau mồ hôi dùng hắn. Nàng bỗng nhiên quát lớn với Hạ Thiên, đừng làm ra vẻ mạnh mẽ nữa. Ngươi mau tránh đi, nếu không, ngươi sẽ chết đấy. Chút trình độ đó hoàn toàn không xứng để ta né tránh. Hạ Thiên không hề hoang mang, hờ hững ngẩng đầu nhìn, một chút cũng không để Thủy Côn Kình Thiên vào mắt. Tiêu Diễm Diễm bó tay, cho dù không đập chết ngươi, ngươi cũng bị thương. Cần gì chứ, cứ né tránh không phải tốt hơn sao? Âm thanh kia cũng bị lời nói của Hạ Thiên làm cho tức cười, hung dữ nói, muốn tránh. Muộn rồi, nhớ kiếp sau đừng cuồng như thế. Bành! Thủy côn như ngọn núi nặng nề nện xuống, bắn tung tóe như biển gầm. Toàn bộ Đại Thánh Tông đều rung chuyển, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Chim thú trùng cá trong rừng, trong hồ nước đều thấp thỏm lo âu, dường như tận thế sắp giáng xuống. Hỏa cửu linh tránh cũng tránh không kịp, bị dư ba thủy triều dính lấy, trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Cũng may Tiêu Diễm Diễm kịp thời cứu nàng, bằng không, nàng không chết cũng phải trọng thương. Đa tạ, tại sao ngươi lại cứu ta? Hỏa cửu linh vô cùng cảm thấy ngoài ý muốn. Nàng vạn lần không nghĩ đến Tiêu Diễm Diễm sẽ ra tay cứu nàng. Dù sao trước đó hai người còn đối chọi gay gắt, xem như có chút khúc mắc nhỏ. Tiêu Diễm Diễm cười nhạt. Biểu hiện hơi tùy ý, không phải cố ý cứu ngươi đâu, chỉ thuận tay mà thôi. Hơn nữa, nếu ngươi là môn nhân của Hạ Thiên, ta xác thực không thể thấy chết không cứu. Thật ra tâm nhãn của tiểu tử kia rất nhỏ, nói không chừng còn mang thù. Hỏa cửu linh vốn muốn giải thích một chút, nói rõ nàng và Hạ Thiên không có gì, nhưng nghĩ lại, Hạ Thiên có khả năng bị một côn kia đánh chết, nàng không khỏi trở nên bi thương. Nếu Hạ Thiên chết thật, vận mệnh tương lai của nàng sẽ trở nên bi thảm vô cùng. Yên tâm đi, hắn không dễ chết như vậy đâu. Tiêu Diễm Diễm nhìn biểu hiện của Hỏa Cửu Linh, cũng đoán ra được nàng đang suy nghĩ chuyện gì. Dù sao trước kia nàng cũng từng có suy nghĩ như vậy, tiểu tử kia thuộc họ mèo, ít nhất cũng có 9 cái mạng. Nếu hắn chết, hắn sẽ không phải Hạ Thiên. Tuy nhiên, hắn rất có khả năng bị thương. Lúc này, bên trên xuất hiện một nam nhân trung niên mặc áo lam. Than thở vài câu, không, ngươi sai rồi. Tiểu tử kia sẽ chết không còn chỗ chôn. Người này chính là chỗ dựa của Tiêu gia ở tiểu tiên giới, tên Tiêu Chính Dương, là trưởng lão của Đại Thánh Tông, tu vi không thấp. Dương Thúc, ngươi dựa vào đâu mà nói như vậy? Tiêu Diễm Diễm quay người nhìn chằm chằm nam tử áo lam, không khỏi đặt câu hỏi. Tiêu trưởng lão nhìn sóng lớn như thủy triều cuồn cuộn trước mặt. Ung dung nói, bởi vì tông chủ đã dồn hết toàn bộ thực lực vào một kích này. Hơn nữa, bên trong thủy côn còn cất giấu một tuyệt thế thần binh, chính là Định Hải Thần Châm trong truyền thuyết. Định Hải Thần Châm không phải trong Tây Du Ký sao? Tiêu Diễm Diễm khó hiểu hỏi. Tiêu trưởng lão khẽ cười một tiếng, lắc đầu nói tiểu thuyết là biên, nhưng trong đó có nhiều thứ cũng không phải là không có, mà nó thật sự tồn tại qua, chỉ là niên đại quá xa xưa. Sau khi nghe nhầm đồn bậy, lý giải của mọi người sinh ra sai lầm mà thôi. Tiêu Diễm Diễm sợ hãi kêu lên, chẳng lẽ còn có như ý kim cô bổng có thể lớn có thể nhỏ, có thể dài có thể ngắn, nặng 3 vạn cân. Ngươi nhỏ giọng một chút đi, tiêu trưởng lão khoát tay, ra hiệu Tiêu Diễm Diễm yên tĩnh một chút. Thủy triều bên ngoài đã rút lui, nếu bị tông chủ phát hiện ra bọn họ, tình huống sẽ không tiện thu thập. Ông giải thích tiếp, như ý kim cô bổng thì không có rồi. Nhưng Định Hải Thần Châm chính là một cây kim, không thể biến lớn hay dài ra, cũng vô pháp rút ngắn hay thu nhỏ, nhưng nó có thể khống chế tất cả nguyên tố nước, thậm chí là cơ thể trong nước. Tiêu Diễm Diễm không tin, có thần kỳ như vậy không? Tên tiểu tử Hạ Thiên không phải cũng dùng châm sao? Tiêu trưởng lão lấy Hạ Thiên làm ví dụ, Hạ Thiên dùng châm ngự khí, ngươi lại hiểu, còn tông chủ dùng châm vận nước, ngươi lại không hiểu. Nghe xong. Tiêu Diễm Diễm hơi hiểu ra, ý của ngươi là, châm pháp của tông chủ và châm pháp của Hạ Thiên đều có hiệu quả như nhau, chỉ là một cái ngự khí một cái ngự thủy. Đúng, tiêu trưởng lão gật đầu, châm pháp của tông chủ có thể độc bộ tiểu tiên giới, cho dù tiên đế cũng không dám trực diện giao phong. Tên tiểu tử Hạ Thiên kia, mặc dù hắn là thiên tài tu hành bên ngoài nhưng vẫn còn quá non so với tông chủ. Ta hiểu rồi, nói như vậy, Hạ Thiên không chết được đâu. Tiêu Diễm Diễm ngược lại thở phào một hơi, mỉm cười nói với Hỏa Cửu Linh, nếu so châm pháp, Hạ Thiên sẽ không thua bất kỳ người nào.
Tiêu trưởng lão âm thầm lắc đầu, trong lòng cảm thấy cô cháu gái của mình hơi có khuynh hướng thiên về Hạ Thiên quá, nên đã không chú ý đến sự việc. Nói mấy thứ vô dụng này làm gì, vẫn nên nghĩ cách làm sao giúp được Hạ trưởng môn hay không? Hỏa Cửu Linh lo lắng nói. Thủy triều lớn như vậy, chúng ta còn có cách nào nữa đâu, ngay cả tự vệ cũng rất miễn cưỡng, Tiêu Diễm Diễm ngược lại vô cùng tự tin, chúng ta nên yên lặng theo dõi kỳ biến. Lúc này, thủy triều cuồn cuộn đã chậm rãi nhỏ lại. Vị trí Hạ Thiên đứng trước đó bị đánh thành một cái hố cực lớn. Nếu Hạ Thiên không tránh né, đoán chừng đã bị đánh thành cặn bã, theo sóng nước biến mất không còn vết tích. Ha ha, quả nhiên chỉ là một phế vật giỏi khoe khoang, ngay cả một côn của bổn tông chủ cũng không thể chịu đựng được. Giữa không trung hiện ra một bóng người, một nam tử dáng người cao gầy, thân hình hơi giống khỉ nhưng gương mặt lại giống chó, vô cùng không hài hòa. Tề Thiên Thánh rơi xuống một đỉnh núi, cười lăn lộn, ha ha ha, từ côn luân thổi tên tiểu tử này lên trời. Thật sự quá buồn cười. Đừng cười nữa, âm thanh của ngươi khó nghe muốn chết. Lúc này, một giọng nói lười biếng bỗng nhiên vang lên, tiếng cười của Tề Thiên Thánh trong nháy mắt dừng lại. Tề Thiên Thánh xoay người đứng lên, cảnh giác nhìn chung quanh, quát lớn, là ai? Cút ra đây cho bổn tông chủ. Ta đang ở đây, ngươi không thấy sao? Hạ Thiên xuất hiện, vẫn là vị trí cũ, còn cái hố thì biến mất, giống như nó chưa từng tồn tại qua. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Tề Thiên Thánh nhìn thấy, mắt như muốn lồi ra, không ngừng lắc đầu, không ai có thể chống lại được một côn kinh thiên của bổn tông chủ. Đây chính là chiêu thức mạnh nhất của bổn tông chủ. Hạ Thiên mỉm cười nói, đã mạnh nhất rồi sao? Ngươi phế vật quá, chẳng khác nào gãi ngứa. Ngươi nhất định là đã tránh, tuyệt đối đã tránh. Tề Thiên Thánh khó mà tiếp nhận hiện thực này, chỉ vào Hạ Thiên. Hoặc trên người cất giấu pháp bảo nào đó có thể giúp ngươi chống lại công kích, hoặc... Hạ Thiên hơi khinh thường nói, đừng hoặc là gì nữa, thua thì thua, vô dụng thì nói mình vô dụng, tìm cớ nhiều như vậy để làm gì. Đánh rắm, ngươi ăn của bổn tông chủ một côn đi. Tề Thiên Thánh thẹn quá hóa giận, lòng bàn tay đánh ra một luồng hồng quang, chỉ thấy gợn sóng tản mát khắp nơi một lần nữa hội tụ lại, dùng tốc độ cực nhanh ngưng tụ thành một trụ lớn kình thiên. So với vừa rồi còn muốn lớn hơn, một côn có thể đâm xuyên toàn bộ tiểu tiên giới. Ban đầu, ta cho rằng ngươi dùng gậy, kết quả ngươi lại dùng châm. Ánh mắt Hạ Thiên tràn ngập khinh thường, thì thào, đáng tiếc, xét về dùng châm, ngươi phải gọi ta một tiếng tổ tông. Cuồng vọng, vô tri, Tề Thiên Thánh cười nhạo, khi bổn tông chủ học châm, gia gia của gia gia ngươi còn chưa ra đời. Vậy thì thế nào, Hạ Thiên nhếch miệng. Ta nói chính là trình độ vận dụng châm pháp. Năng lực hiểu biết của ngươi kém thật, tuyệt không giống hầu tử, ngược lại ngu ngốc giống chó hơn. Ngươi dám vũ nhục bổn tông chủ như vậy, ta sao có thể tha thứ cho ngươi? Tề Thiên Thánh giận sôi lên, cưỡng ép nhấc toàn bộ linh khí bên trong cơ thể, toàn lực khống chế định hải thần châm, một lần nữa đánh tới Hạ Thiên, có gan thì bây giờ ngươi đừng tránh. Ta không có tránh, Hạ Thiên cũng lười giải thích, trực tiếp ngự khí. Nhấn vào luồng hồng quang chính giữa thủy côn, châm nhỏ của ngươi đích thật không tệ, nhưng bây giờ nó thuộc về ta. Tề Thiên Thánh có một suy đoán không rõ, hoảng sợ vô cùng, ngươi muốn làm gì? Không có gì, ngươi cứ nhìn xem là được. Hạ Thiên cười một tiếng, nhẹ nhàng vạch một cái về phía trụ lớn kình thiên, đánh thủy côn thành hai nửa. Thủy côn vỡ thành hai mảnh, hồng quang chính giữa thủy côn lộ ra diện mạo như trước, là một châm nhỏ kim quang long lánh. Không, Tề Thiên Thánh lập tức ngừng niệm chú, thúc giục khẩu quyết muốn thu hồi lại, đáng tiếc đã muộn, bởi vì ngón giữa và ngón trỏ của Hạ Thiên đã kẹp lấy nó. Dừng tay, ngươi dừng tay cho ta. Bằng không, có dùng hết toàn bộ lực đại thánh tông, bổn tông chủ cũng phải chém ngươi thành muôn mảnh. Tề Thiên Thánh thấy không thể triệu hoán kim châm, mắt chừng đến muốn rách cả mí, không ngừng chửi mắng Hạ Thiên. Đáng tiếc, vô sự vô bổ. Hạ Thiên kẹp lấy kim châm. Chỉ khẽ run lên, ấn ký bám vào kim châm lập tức tiêu trừ, sau đó hắn tiếp tục rót băng hỏa linh khí của mình vào trong, giúp hắn trở thành chủ nhân của kim châm, thủy triều đầy trời trong phút chốc cũng biến thành hư vô. Không, Tề Thiên Thánh nhìn thấy cảnh này, lửa giận công tâm miệng phun máu tươi ngã xuống đất không dậy nổi. Châm này cũng khá thú vị, Hạ Thiên nhìn kim châm, phát hiện bên trên có hoa văn phức tạp, không giống đồ vật có trên trái đất, có thể chậm rãi nghiên cứu. Không ổn rồi,
tông chủ thổ huyết. Biến tông chủ thành như vậy, tuyệt đối không thể buông tha cho tiểu tử này. Đúng, mọi người cùng nhau xông lên giết hắn, thay tông chủ xả giận. Đừng sợ, cho dù hắn chiếm mất kim châm, hắn cũng sẽ không dùng được. Mọi người nhanh cướp lại chí bảo tông môn. Tề Thiên Thánh vừa rơi, đám đệ tử Đại Thánh Tông lập tức vọt ra, kêu gào muốn giết Hạ Thiên. Tất cả cút hết cho ta. Hạ Thiên hơi bực bội, quát lớn một câu, dọa sợ đám đệ tử Đại Thánh Tông. Hắn tùy ý đâm ra một châm, vô số bọt nước đằng không bay lên, nhốt tất cả đám đệ tử Đại Thánh Tông đang kêu gào. Tất cả mọi người không cách nào nhúc nhích được nữa. Đám đệ tử Đại Thánh Tông người nào cũng giống như cha chết mẹ chết, trong lòng mắng Hạ Thiên không có đức. Đánh lén trưởng môn bọn họ thì không nói, lại còn cố định bọn họ lại một chỗ. Hạ Thiên không thèm đếm xỉa đến ánh mắt oán độc của một số người, đánh thẳng vào đan điền trưởng môn Tề Thiên Thánh lấy ấn ký ra ngoài. Thần quang trận trên đỉnh trọng thiên cũng biến mất. Cửu nha đầu, ta đến đây. Hạ Thiên cười hì hì, thả người bay lên, vọt thẳng lên đỉnh thiên ngoại thiên. Hỏa cửu linh không cần nghĩ ngợi, cứ đi theo sau, kết quả bị Tiêu Diễm Diễm cản lại. Ngươi cản ta làm gì? Hỏa cửu linh mất hứng nhìn Tiêu Diễm Diễm. Tiêu Diễm Diễm cười hỏi, ngươi muốn làm gì? Hỏa cửu linh vô thức đáp, đương nhiên là đi theo hạ trưởng môn. Nếu chẳng may hắn có cần hỗ trợ gì thì ta cũng có thể ra tay. Từ Bồng Lai Phúc Địa đến Đại Thánh Tông, ngươi giúp được cái gì? Tiêu Diễm Diễm hỏi ngược lại. Cái này, Hỏa cửu linh cẩn thận nhớ lại, dường như nàng cũng không giúp được cái gì, ngược lại Hạ Thiên còn cứu nàng mấy lần, đúng là ta không giúp được, nhưng ở một bên tung cờ trợ uy cũng tốt mà. Hay là thôi đi, Tiêu Diễm Diễm lắc đầu, nói với Hỏa cửu linh, Hạ Thiên đến tiểu tiên giới là vì cứu nữ nhân của hắn. Nếu thiên ngoại thiên là trọng thiên cuối cùng, chúng ta đừng nên tham gia náo nhiệt làm gì. Ngược lại, nếu ngươi thật lòng muốn giúp Hạ Thiên, còn có việc quan trọng hơn cần ngươi hoàn thành. Hỏa cửu linh cẩn thận suy nghĩ lời nói của Tiêu Diễm Diễm, sau đó gật đầu, ngươi nói chuyện quan trọng là chuyện gì? Chính là thu thập tàn cuộc. Tiêu Diễm Diễm chỉ đám đệ tử Đại Thánh Tông đang bị định trụ, Hạ Thiên là người từ trước đến giờ chỉ biết phá, tuyệt không cân nhắc vấn đề giải quyết hậu quả. Cho nên, những người làm công cụ như chúng ta nhất định phải thay hắn giải quyết. Có ý gì? Hỏa cửu linh đại khái đoán được Tiêu Diễm Diễm muốn làm gì, chỉ là có chút không thể tin được, chẳng lẽ ngươi muốn? Đúng, ánh mắt đẹp của Tiêu Diễm Diễm tràn ngập ý cười, tiểu tiên giới đã bị Hạ Thiên đánh xuyên qua, ấn ký trưởng môn bị đoạt, đồng nghĩa với tông môn đó bị xóa tên ở tiểu tiên giới. Ngươi suy nghĩ một chút đi, đệ tử sáu trọng thiên trong nháy mắt bị mất đi thân phận, nếu bọn họ làm loạn, phiền phức sẽ lớn bao nhiêu? Hỏa cửu linh khinh thường nói, hạ trưởng môn không sợ những thứ này đâu. Hắn đương nhiên không sợ, hắn chẳng sợ thứ gì cả. Tiêu Diễm Diễm nghĩ đến Hạ Thiên mà có chút đau đầu, nhưng vẫn tiếp tục nói với Hỏa cửu linh, nhưng đây là cơ hội của ngươi, là cơ hội để ngươi tiến gần đến Hạ Thiên hơn. Nghe xong, Hỏa cửu linh hứng thú vô cùng, bây giờ nàng đã hoàn toàn tin phục Hạ Thiên, tất nhiên cũng muốn càng thân cận hơn với hắn. Muốn trở thành nữ nhân của hắn đã là vọng tưởng, nàng cũng chỉ có thể đi đường khác. Tiêu Diễm Diễm nói sơ qua tình huống của Ứng Hiểu Nguyệt với Hỏa cửu linh, nữ nhân có thể trở thành trợ thủ đắc lực của Hạ Thiên, lăn lộn đến phong thanh thủy khởi, không có lý do gì công cụ mà Hạ Thiên thu nhận như ngươi lại không bằng nàng ấy được. Ta nên làm như thế nào? Hỏa cửu linh lập tức bị thuyết phục, vội vàng hỏi. Rất đơn giản, hợp nhất những người này lại. Tiêu Diễm Diễm xích lại gần lỗ tai Hỏa cửu linh, nhẹ giọng nói, chỉ cần ngươi có thể thu nạp những người này, để bọn họ hiệu chung Hạ Thiên, đó chính là một lực lượng không thể xem thường. Cho dù Hạ Thiên chướng mắt, nhưng nữ nhân của hắn sẽ coi trọng ngươi một chút. Ngươi có lực lượng này, tác dụng của ngươi đối với Hạ Thiên không phải còn mạnh hơn một người sao? Ngươi nói đúng, chỉ là ta nào có năng lực hợp nhất bọn họ. Hỏa cửu linh cũng không ôm hy vọng gì, bây giờ tu vi của ta chỉ được hạ trưởng môn tạm thời đề cao, nhưng trong các trọng thiên còn có đại trưởng lão thực lực cao hơn ta, kế hoạch này của ngươi chỉ sợ không làm được. Tiêu Diễm Diễm lắc đầu, hơi cảm thán, ngươi quả nhiên còn non hơn Ứng Hiểu Nguyệt nhiều lắm. Nhưng cho dù ngươi chưa lăn lộn hồng trần bao giờ, chẳng lẽ không có học qua cáo mượn oai hùng sao? Có sát thần Hạ Thiên ở đây, ai dám không phục? Nhưng nếu chọc cho hạ trưởng môn phản cảm thì sao?
Hỏa Cửu Linh do dự hỏi. Không đâu, Tiêu Diễm Diễm nghe Hỏa Cửu Linh nói, hơi cảm thấy buồn cười, người vẫn không hiểu rõ hắn. Hắn chẳng có thời gian quan tâm mấy thứ này đâu, trừ phi ngươi gây chuyện trước mặt hắn. Ngươi không hợp nhất những người này, đến lúc đó bọn họ nhất định sẽ tập trung lại đi tìm Hạ Thiên. Với tính cách của hắn, đoán chừng sẽ trực tiếp xử lý những người này. Như vậy thì quá lãng phí. Ta làm, tinh quang lấp lóe trong mắt Hỏa Cửu Linh, cuối cùng nàng cắn răng gật đầu đồng ý, nhưng vẫn có một điều kiện, ngươi nhất định phải làm cùng với ta. Tiêu Diễm Diễm mỉm cười. Nàng biết Hỏa Cửu Linh lo lắng chính là cái gì, hai người chúng ta nhất định không đủ, để ta đi kéo thêm vài người nữa. Tốt, vậy thì bắt đầu đi. Chúng ta sẽ bắt đầu từ Đại Thánh Tông trước. Hỏa Cửu Linh cũng hành động. Một khi nàng đã quyết định, vậy thì sẽ phải lôi Lệ Phong hành. Được, Tiêu Diễm Diễm nói với Đường Thúc của mình, Dương Thúc, có thể bắt đầu rồi. Tinh quang cũng lóe lên trong mắt Tiêu Chính Dương. Ông ta lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Được, cuối cùng cũng đợi được đến ngày này. Nhớ kỹ, ngày này là Hạ Thiên đưa cho ngươi, đừng đứng sai đội. Tiêu Diễm Diễm lạnh lùng nhìn Tiêu Chính Dương, nghiêm túc nhắc nhở. Yên tâm đi, ta đã tận mắt nhìn thấy thực lực của Hạ Thiên. Tiêu Chính Dương cũng trịnh trọng đáp lại, đám người kia muốn đối phó Hạ Thiên, chẳng khác nào bọ ngựa đấu xe, không biết tự lượng sức mình. Rất tốt, Tiêu Diễm Diễm hài lòng vô cùng. Thiên ngoại thiên. Hạ Thiên không biết Tiêu Diễm Diễm và Hỏa Cửu Linh đang chuẩn bị thực hiện một đại sự. Bây giờ hắn chỉ muốn sớm ngày trở lại gian phòng đó, cứu A Cửu từ trong lao ra. Nhưng ở đây, trời là mây, đất là nước, bốn phía vô ngần không có giới hạn, càng không nhìn thấy gian phòng giam cầm cửu nha đầu. Cách đằng trước khoảng 1000 mét có một phòng lâu có bảng số màu đỏ, hai bóng người đang đứng ở đó. Một người là nhạc phụ của hắn, Từ Côn Luân. Một người chính là Huyền Dương Tiên Đế mà hắn gặp từ trước. Thật ra, người không nên đến đây. Huyền Dương Tiên Đế nhìn thấy Hạ Thiên, lắc đầu thở dài, từ bỏ không phải lúc nào cũng là chuyện xấu. Chuyện của Tú Nhi, ta có thể suy nghĩ lại. Hạ Thiên còn chưa lên tiếng, Từ Côn Luân đã thay hắn trả lời, nhưng hắn đã đến, điều này nói rõ hắn không hề có suy nghĩ từ bỏ. Không từ bỏ thì như thế nào? Huyền Dương Tiên Đế cảm khái. Nơi này là thiên ngoại thiên, hoàn toàn khác biệt với sáu trọng thiên bên dưới, bởi vì nơi này cũng có sức mạnh pháp tắc. Sức mạnh của hắn ở đây không đáng nhắc đến. Từ Côn Luân khẽ cười một tiếng, con ngươi nhìn chằm chằm Hạ Thiên, nhưng miệng thì vẫn trả lời Huyền Dương Tiên Đế, có thể hắn cho mình là vô địch thiên hạ, ngay cả ngươi cũng không phải đối thủ của hắn. Sự tự tin này có thể nói là khoáng cổ tuyệt kim. Huyền Dương Tiên Đế lắc đầu, tự tin thì làm được cái gì? Có tạo ra cơm hay tiền hay không? Thực lực mới là hết thảy. Có lẽ hắn có thực lực thì sao? Từ Côn Luân cười nói. Huyền Dương Tiên Đế cười nhạo, ngươi tin tưởng hắn à? Ta tin tưởng hắn, Từ Côn Luân nhẹ gật đầu, nếu không, chúng ta đánh cược với nhau đi. Ngươi muốn đánh cược như thế nào? Ánh mắt Huyền Dương Tiên Đế hơi nheo lại, mặt vẫn mỉm cười như cũ. Hai người kia giống như đang hát tuồng, ngươi một câu ta một câu. Hoàn toàn không cho Hạ Thiên cơ hội nói chuyện. Hai người các ngươi nói xong chưa? Hạ Thiên khó chịu trừng mắt, hai người tưởng ta không tồn tại à? Có tin ta đánh bay cả hai ngươi hay không? Từ Côn Luân cười ha hả, tán dương, rất có tinh thần. Hạ Thiên, chấm cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Huyền Dương Tiên Đế thoải mái thở ra một hơi, chậm rãi nói, ngươi hãy lập tức rời khỏi tiểu tiên giới trở lại giới thế tục của ngươi đi, đời này cũng đừng đến đây nữa. Chấm có thể cam đoan Tú Nhi sẽ không có bất cứ việc gì. Ngươi có thể buông tay được rồi. Buông con mẹ ngươi đấy. Hạ Thiên cắt ngang lời Huyền Dương Tiên Đế, không kiên nhẫn nói, ta đến cứu cửu nha đầu, ai cản ta đều phải chết, không muốn chết thì biến sang một bên đi. Hạ Thiên, đừng quá đắc ý. Huyền Dương Tiên Đế quát một tiếng, thiên địa chấn động, phong vân cuồn cuộn trên bầu trời. Dòng nước cũng nổi lên vô số vòng xoáy, ngươi thật sự cho rằng chấm sẽ nuông chiều ngươi sao? Ta không phải cha ngươi, cần chi ngươi nuông chiều? Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, nếu ngươi không có lòng tin đánh thắng được ta, vậy ngươi hãy thành thật thừa nhận, sau đó nhường đường. Nếu ngươi còn làm ra vẻ mạnh mẽ như thế, ngươi cũng đừng trách ta đánh vào mặt. Đúng là tảng đá bên hầm cầu, vừa thúi vừa cứng. Chấm chưa bao giờ nhìn thấy người nào không biết nói lý như ngươi.
Huyền Dương Tiên Đế hừ lạnh một tiếng, chỉ vào Hạ Thiên mà mắng. Ta cũng chưa từng nhìn thấy người nào ngu ngốc như ngươi. Hạ Thiên hờ hững nói, muốn đánh thì nhanh một chút, đừng lãng phí thời gian của ta. Không đánh thì biến sang một bên, còn nữa, muốn chơi nước, ngươi không qua nổi ta đâu. Nói xong, thủy địa bỗng dưng khôi phục lại sự bình thường, không còn gợn sóng, giống như vòng xoáy trước đó chưa hề tồn tại qua. Xem ra, ngươi đã lấy được định hải thần châm của hầu tử kia. Ánh mắt Từ Côn Luân sáng lên, giơ ngón tay cái với Hạ Thiên, rất lợi hại. Tên hầu tử kia kiêu ngạo muốn chết, bình thường nhìn cũng không thèm nhìn. Hai, hầu tử kia có bị ngươi đánh chết hay không? Sao ngươi không tự mình đi xem? Hạ Thiên cũng chẳng nói lời dễ nghe với nhạc phụ của mình. Được rồi, ta nghĩ chắc cũng chẳng có gì đẹp mắt. Từ Côn Luân mỉm cười, hai người các ngươi đại chiến mới đáng để xem. Huyền Dương Tiên Đế lườm Từ Côn Luân một cái, lạnh giọng nói, ngươi không phải muốn để hắn giết chấm, sau đó ngươi thừa cơ thượng vị, trở thành tiên đế đó chứ. Có vấn đề gì không? Từ Côn Luân cũng không che giấu, đây là con rể của ta, hắn chẳng hứng thú trở thành tiên đế, nhất định là muốn tiện nghi cho nhạc phụ là ta đây. Hạ Thiên khó chịu nói, cửu nha đầu cũng không nhận ngươi làm cha, ngươi không phải nhạc phụ của ta. Sớm muộn gì cũng sẽ nhận thôi. Từ Côn Luân khoát tay nói. Huyền Dương Tiên Đế cố nén sự phẫn nộ trong lòng, được rồi, để chấm cho các ngươi mở mang kiến thức một chút, xem hai chữ tiên đế này rốt cuộc có ý nghĩa như thế nào. Hạ Thiên chẳng hề lo lắng, mang ý nghĩa gì thì ngươi cũng là một tên bệnh thứ cấp. Tuổi gì rồi mà còn xưng chấm, còn nữa, đám trưởng môn bên dưới đều như chảy nước, đánh chẳng vui chút nào. Tiên đế ngươi cũng không phải chảy nước luôn chứ. Ngươi thử một chút thì biết thôi, Huyền Dương Tiên Đế nói, sau đó nhẹ nhàng đưa tay lên. Thiên địa trong nháy mắt biến sắc. Trên trời phong vân biến ảo, dùng tốc độ cực nhanh hạ thấp xuống. Thủy địa vẫn dâng trào như thủy triều, không có dấu hiệu dừng lại. Trên người Huyền Dương Tiên Đế dần dần tản ra một luồng khí tức màu trắng, nhạt như sương mù nhưng nhìn rất rõ ràng. Hạ Thiên vốn còn đang xem thường. Ngực của hắn đột nhiên nhận được một luồng uy áp lăng lệ vô song khiến hắn không khỏi tập trung hơn. Mạnh thật! Từ Côn Luân quan chiến bên cạnh cũng biến sắc, Huyền Dương Tiên Đế đã mạnh lên, điều này quả thật không thể tưởng tượng được. Điều càng làm cho ông ta cảm thấy ngoài ý muốn chính là, bên trong khí tức còn mang theo vận vị độ kiếp. Chẳng lẽ ông ta sắp độ kiếp rồi sao? Người thú vị hơn một chút đấy! Hạ Thiên không khỏi hưng phấn lên. Cười hì hì nói, hy vọng ngươi có thể chơi với ta được lâu hơn, đừng thua quá nhanh. Huyền Dương Tiên Đế lạnh lùng nhìn Hạ Thiên, lúc nào cũng tự cho là đúng, người như vậy chấm gặp nhiều rồi, kết cục cuối cùng đều biến thành một cục đất vàng, ngươi cũng không ngoại lệ. Hạ Thiên vẫn đứng trong nước, mặc cho mực nước dần dần bao phủ hắn, hắn vẫn cứ cười, loại thích làm ra vẻ như ngươi, ta gặp cũng nhiều, cuối cùng đều bị ta xử lý hết. Xử lý? Huyền Dương Tiên Đế cười ha hả, ánh mắt tràn ngập sự khinh thường, nếu không phải âm hậu nói giữ ngươi lại sẽ hữu dụng, chấm đã giết ngươi trăm ngàn lần rồi. Trước đó, âm hậu đã bị ta hù chạy khỏi Sương Nguyệt Đảo. Hạ Thiên mỉa mai, ngươi ngay cả nàng ta cũng còn sợ, ngươi thật chẳng ra sao cả. Huyền Dương Tiên Đế bị vạch trần, lập tức mắng to, chấm tôn trọng nàng ấy chứ không phải sợ nàng ấy, ngươi thì biết cái gì. Âm hậu đã đến độ kiếp kỳ. Sớm muộn cũng phi thăng thành tiên, sao nàng ấy có thể bị kim đan kỳ như ngươi dọa chạy? Đúng là tức cười. Có tin hay không thì tùy ngươi. Hạ Thiên cũng lười giải thích. Khi nước dâng lên ngực, hắn khó chịu nói, ta không cần tắm, ngươi đổ nhiều nước như vậy để làm gì? Biến hết đi. Hắn nhẹ nhàng quát một câu, nước như thủy triều dường như thu trở về. Điều này dĩ nhiên không phải Hạ Thiên có khả năng dùng lời nói để thực hiện, mà là tác dụng của định hải thần châm. Ngươi có thể lui, nhưng trời sẽ hạ xuống đấy. Huyền Dương Tiên Đế cũng không vội, vừa cười nhạt vừa chỉ tay lên trời. Hạ Thiên mỉm cười đáp lại một câu, ta mới là trời không sập xuống được đâu. Ha ha ha, Từ Côn Luân bị một câu hai nghĩa của Hạ Thiên làm cho vui vẻ, thú vị đấy. Nhìn các ngươi đấu võ mồm còn ý nghĩa hơn so với đánh nhau. Câm miệng đi, nếu không, chấm ngay cả ngươi cũng thu thập luôn. Huyền Dương Tiên Đế bất mãn trừng mắt nhìn Từ Côn Luân, sau đó đưa tay vỗ nhẹ một chưởng về phía Hạ Thiên, tiếp một chưởng này của ta đi.
Một trưởng này nhìn cực kỳ tùy ý, thật ra bên trong lại che giấu sát chiêu vô tận, giống như trực tiếp đánh vào một thời không khác, biến mất không thấy đâu, hoàn toàn không tìm thấy tung tích. Hạ Thiên hơi cau mày nhưng cũng không quá để ý, giữa ngón tay lộ ra ngân châm bình thường, điểm một điểm vào một chỗ nào đó trong hư không. Một luồng trưởng phong từ bên trong dâng trào ra, rét đến cắt da cắt thịt. Trưởng phong này xác thực rất lợi hại, giống như có vô số lưỡi đao chạm đứt không khí, phát ra âm thanh đôm đốp không dứt. Thủy địa một lần nữa bị chém xuống, giống như biển rộng tao ngộ cuồng phong, Hạ Thiên chính là con thuyền con trên biển, cực kỳ nhỏ bé, không hề có ý nghĩa gì. Ta đã nói ngừng thì ngừng, lại cứ còn dâng lên. Hạ Thiên lười biếng mắng một câu, chỉ là nước kia không nghe hắn sai khiến, vẫn gợn sóng như cũ. Huyền Dương Tiên Đế cười nhạo, ngươi cho rằng ngươi có định hải thần châm thì muốn làm gì thì làm sao. Đúng là buồn cười, ta không ngại nói cho ngươi biết, chấm là hưng phong linh thể, sinh ra là có thể hô phong hoán vũ, gây ra sóng gió. Cho dù ngươi có định hải thần châm thì có thể định được bao lâu? Định trụ đống nước này chẳng cần định hải thần châm cũng có thể làm được. Hạ Thiên khinh thường nói, nắm chặt nắm đấm đánh tới bọt nước không ngừng tuôn đến hắn. Bành! Bọt nước văng khắp nơi, nhưng rất nhanh đã vây kín lại, một lần nữa lao đến chỗ Hạ Thiên. Còn đến nữa à, vậy thì đi chết đi. Hạ Thiên đã nhìn ra được, nước nơi này không giống nước bình thường mà đã được linh khí tẩm bổ qua, có thể gọi là linh thủy hoặc thủy quái. Giống như động vật, chỉ cần được linh khí tẩm bổ sẽ được khai linh trí, trở thành yêu quái. Huyền Dương Tiên Đế khống chế loại nước này không chỉ bởi vì ông ta có được thể chất hưng phong mà còn thuần phục được thủy quái, để nó ngoan ngoãn nghe lệnh. Điều Hạ Thiên cần làm chính là một quyền đánh nát linh tính của nó, để nó biến thành nước bình thường. Loại nước kia dường như cảm nhận được nắm đấm của Hạ Thiên ẩn chứa sức mạnh vô cùng đáng sợ, không khỏi run rẩy, mặt sóng nhăn lại thành đường vân tinh mịn. Đáng tiếc đã muộn, nắm đấm Hạ Thiên vừa đánh ra, trên cơ bản sẽ không có khả năng thu hồi. Bành! Một quyền này, Hạ Thiên chỉ dùng 3-4 thành sức mạnh. Hắn cảm thấy không cần thiết phải dồn khí lực cho một vũng nước làm gì. Nắm đấm chỉ đánh vào hư không, nhưng toàn bộ nước ở thiên ngoại thiên giống như bị đông lại, 2 giây sau mới phát ra tiếng kêu cực kỳ thê lương, giống như người giống như thú, giống như gió giống như mưa, không phân biệt được rõ ràng. Tuy nhiên, Hạ Thiên cũng chẳng hứng thú đi phân biệt. Hắn xác thực đã lưu lại một đường sống cho đối phương. Rầm rầm, một tiếng động vang lên. Vũng nước trong thời gian cực ngắn vỡ thành giọt nước, rất nhanh giọt nước đã nhanh chóng di chuyển. Ánh mắt của ngươi ngược lại rất chuẩn, nắm đấm cũng rất nhanh. Tuy nhiên, nắm đấm của ngươi quá yếu, hơn nữa còn không đủ hung ác, không phải phẩm chất mà một tu tiên giả nên có. Huyền Dương Tiên Đế bày ra tư thái trưởng bối, tiến hành phê bình Hạ Thiên. Ngươi nói nhảm nhiều quá, Hạ Thiên cảm thấy có chút nhàm chán, chỉ bằng dứt khoát một chút, một quyền phân thắng thua đi. Một quyền phân thắng thua, Huyền Dương Tiên Đế mỉm cười, ngạo nghễ nói, được, vậy chậm đứng yên ở đây để ngươi ra quyền. Ta cho ngươi 3 quyền. Hạ Thiên nhếch miệng, đối với loại người ngu ngốc như ngươi, không cần 3 quyền đâu, 1 quyền là đủ. Vậy ngươi phóng ngựa đến đây đi, ánh mắt Huyền Dương Tiên Đế tràn ngập vẻ khinh thường, nhưng gương mặt lại tràn ngập nụ cười, hôm nay chấm sẽ dạy cho ngươi một bài học, cái gì mới thật sự là kim thân bất bại. Vừa dứt lời, cơ thể Huyền Dương Tiên Đế nổi lên ánh sáng màu vàng nhàn nhạt. Lại là mấy thứ lòe loẹt, Hạ Thiên trước giờ chưa từng để mấy loại công pháp phát sáng, tỏa sáng này vào mắt. Hắn cảm thấy nó chẳng có tác dụng gì, còn không dễ nhìn. Huyền Dương Tiên Đế ngạo nghễ vươn tay về phía Hạ Thiên, nào, chấm ở đây, chỉ cần ngươi có thể dung chuyển được chấm nửa hào, coi như ngươi thắng. Vậy thì ngươi nhớ đấy, đừng để bị đánh đến khóc. Hạ Thiên mỉm cười, cũng không nói mấy lời khách sáo, chậm rãi nắm chặt nắm đấm, thân hình biến mất không thấy đâu. Từ Côn Luân cảm thấy tò mò về thân pháp của Hạ Thiên, cứ nhìn chằm chằm vào hắn nhưng vẫn không nắm bắt được bóng dáng của hắn, không khỏi âm thầm ghi nhớ. Nếu có cơ hội, ông ta sẽ tìm Hạ Thiên hỏi một chút. Tuy nhiên, ông ta lại không coi trọng một quyền này của Hạ Thiên. Ông ta hiểu rõ Huyền Dương Tiên Đế, làm chuyện gì cũng thích tính trước làm sau. Nếu ông ta đã dám cược một quyền này với Hạ Thiên, nói rõ ông ta đã liệu định được phản ứng của Hạ Thiên, cũng đã chuẩn bị đầy đủ.
Quan trọng hơn chính là, Huyền Dương Tiên Đế mạnh nhất thật ra không phải Hưng Phong Linh Thể, cũng không phải trưởng pháp mà là trận pháp. Trong tất cả trận pháp, có thể nổi lên kim quang, còn khiến cho Huyền Dương Tiên Đế không sợ, đoán chừng chính là kim quang phản chiếu trận. Trận pháp này chính là kim quang chú và công pháp phản chiếu, dùng trình tự cấu tạo cực kỳ phức tạp, có thể phản chấn tất cả sức mạnh tấn công đến, có thể nói là trận pháp phòng ngự mạnh nhất. Xem ra Hạ Thiên sắp sửa ăn thiệt rồi. Nể tình Tú Nhi, ta phải giúp đỡ bảo đảm cho hắn một mạng. Từ Côn Luân lẩm bẩm. Huyền Dương Tiên Đế cũng không phát hiện Hạ Thiên đã đi đâu, nhưng ông ta đã làm tốt chuẩn bị. Mặc kệ Hạ Thiên dở trò gian như thế nào, nắm đấm cũng sẽ đánh vào người hắn. Toàn bộ công lực của Huyền Dương Tiên Đế được tập trung đầy đủ ở ngực, còn bố trí một trận pháp bí ẩn. Chỉ cần Hạ Thiên dám dùng nắm đấm đánh tới, tất nhiên sẽ bị phản chấn trở về. Hắn dùng bao nhiêu khí lực, hắn sẽ bị tổn thương bấy nhiêu. Bành! Hạ Thiên ẩn hiện, nắm đấm cũng không ngoài ý muốn đánh trúng Huyền Dương Tiên Đế. Phốc! Huyền Dương Tiên Đế phun ra một ngụm máu tươi, cả người bay ra ngoài. Khi ông ta đứng lên, ánh mắt mở to vô cùng, trong con ngươi tràn đầy sự phẫn nộ và khó tin, chỉ tay vào Hạ Thiên, ngươi, phốc! Vừa nói được một chữ, ông ta lại phun ra một ngụm máu tươi. Trong mắt của Từ Côn Luân như muốn rớt xuống mặt đất, không thể tưởng tượng được, vội hỏi Hạ Thiên, tiểu tử ngươi, con mẹ nó, ông ta tìm không thấy từ thích hợp để hình dung, đành phải bồi thêm một câu, ngoại trừ ngưu bức thì không còn gì để nói. Hạ Thiên, ngươi không có võ đức, ngươi dám gạt chấm, đánh lén chấm. Huyền Dương Tiên Đế nổi giận đùng đùng, chửi ầm lên. Một quyền vừa rồi của Hạ Thiên không đánh vào ngực của ông ta mà đánh vào hậu tâm của ông ta. Ngươi có phải già quá nên quên không, rõ ràng ngươi bảo ta đánh ngươi một quyền mà. Hạ Thiên mỉm cười nói, nhanh như vậy đã quên rồi sao? Huyền Dương Tiên Đế bi phẫn không thôi, quát lớn, không sai, chấm bảo ngươi đánh, ngươi nên đánh từ phía chính diện, nhưng vì sao ngươi tập kích sau lưng chấm? Ngươi cho rằng ta ngu xuẩn giống như ngươi à? Hạ Thiên nhếch miệng khinh thường, ngươi ít nhất đã thiết lập hơn 10 trận pháp phía chính diện chờ ta cắn câu, nhưng ta lại không ngốc. Dựa vào cái gì mà bị ngươi lừa? Hơn nữa, ngươi cũng không nói là không được đánh sau lưng. Dựa theo quy củ truyền thống giang hồ, nếu muốn tỉ thí nắm đấm, ngươi hẳn nên tấn công từ phía chính diện, ngươi đây chính là đánh lén. Huyền Dương Tiên Đế tức đến mức muốn thổ huyết lần nữa, chấm vốn cho rằng mặc dù ngươi cuồng vọng nhưng cũng là một nhân vật, ai biết ngươi lại không chịu nổi như vậy. Bớt làm bộ đi. Hạ Thiên khinh thường gắt một cái, tại sao ta lại phải đi theo suy nghĩ của ngươi? Ngươi dở trò, ta thua thiệt chính là điều đương nhiên. Ta đánh lén, dựa vào cái gì mà ngươi bảo ta đánh lén? Dựa vào ngươi có bệnh hay ngươi không có đầu óc? Ngươi, Huyền Dương Tiên Đế một hơi không thuận, nửa ngày sau lại phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng ngươi đừng quá đắc ý. Bên ngoài cơ thể Huyền Dương Tiên Đế bỗng nhiên hiện lên 10 trận pháp, tầng tầng lớp lớp, sau đó ông ta khôi phục như bình thường, ngươi thật sự cho rằng một quyền của ngươi có thể giải quyết được chấm, không đơn giản như vậy đâu. Hạ Thiên thản nhiên hỏi, cùng lắm thì tiếp một quyền nữa, có gì khó đâu. Ngươi không có cơ hội đánh một quyền nữa đâu. Huyền Dương Tiên Đế ngạo nghễ nói, ngươi thua rồi. Hạ Thiên liếc qua Huyền Dương Tiên Đế, tên ngốc ngươi đang diễn hài đúng không? Từ trước đến nay chấm luôn nghiêm túc, tuyệt không nói bừa. Khóe miệng Huyền Dương Tiên Đế nhếch lên một độ cong trào phúng, chấm biết ngươi lúc này nhất định rất nghi hoặc, thậm chí cảm thấy chấm đang chơi xấu, nhưng trên thực tế, ngươi đích thật đã thua. Điều này, ngay cả Từ Côn Luân cũng không nghe nổi nữa, nhìn không được liền nói với Huyền Dương Tiên Đế, thua thì thua, mạnh miệng để làm gì? Ngươi thừa nhận đi chứ, đường đường là tiên đế, tại sao ngươi giống vô lại thế? Ngay cả ngươi cũng cho rằng ta thua. Huyền Dương Tiên Đế nhìn Từ Côn Luân, hơi chút thất vọng, ban đầu, ta cứ tưởng ngươi đã có tiến bộ, xem ra ngươi vẫn chỉ trệ không tiến. Từ Côn Luân biết rõ Huyền Dương Tiên Đế, biết ông ta trong tình huống bình thường sẽ không nói nhảm, không khỏi suy nghĩ, chẳng lẽ ông ta thật sự ẩn giấu tuyệt chiêu phản sát, còn ông ta và Hạ Thiên đều nhìn không ra. Ngươi nghe ông ta nói mò làm gì? Hạ Thiên lười lãng phí thời gian ở đây với hai người đàn ông, tránh đường ra đi. Ta còn phải đi tìm cửu nha đầu. Huyền Dương Tiên Đế khẽ thở ra một hơi, hạ giọng xuống, ngữ trọng tâm trường nói, mặc dù tư chất của ngươi không tệ lắm,
nhưng tâm tính thật sự quá kém. Chấm khẳng định con đường tu tiên của ngươi sẽ không có tiền đồ gì đâu. Ngươi mau quay lại vẫn còn kịp, chỉ cần bây giờ ngươi rời khỏi tiểu tiên giới, chấm sẽ tha cho ngươi một con đường sống. Nói nhiều quá, Hạ Thiên không thèm để ý, bay lướt qua Huyền Dương Tiên Đế và Từ Côn Luân, bay về phía xa. Chấm đã hết lòng quan tâm, ngươi còn không biết hối cải, ngươi cũng đừng trách chấm vô tình. Biểu hiện của Huyền Dương Tiên Đế trở nên âm trầm, chậm rãi giơ tay đánh về phía Hạ Thiên, thiên địa kinh hoàng, tứ tượng đều phá. Hạ Thiên đang bay ở đằng xa đột nhiên cảm thấy trong lòng đau lên. Trong lúc hắn đang khó hiểu, trên tay bỗng nhiên xuất hiện một đám mây, sau đó là đầu, vai và mặt, mỗi một bộ vị đều xuất hiện vô số đám mây. Chỉ trong 2-3 giây ngắn ngủi, Hạ Thiên đã bị đám mây bao phủ lại. Bốp! Những đám mây kia bỗng nhiên như pháo hoa nổ tung, tách ra ánh sáng lóe mắt. Còn Hạ Thiên thì đã biến mất không thấy đâu. Cái này, Từ Côn Luân nhìn đến ngây người, cũng không phải tình huống quá huyết tinh, mà ông ta ngàn vạn lần không nghĩ đến Huyền Dương Tiên Đế thật sự có thủ đoạn giết chết Hạ Thiên. Lần này ngươi tin chưa? Huyền Dương Tiên Đế chậm rãi thu tay lại, sau đó chắp tay sau lưng, nắm chặt thành quyền, gương mặt vân đạm phong khinh. Ngươi thật sự cho rằng chấm sẽ bị một tu tiên giả hạ giới đánh thắng? Đúng là buồn cười. Từ Côn Luân không thể không kính trọng Huyền Dương Tiên Đế thêm vài phần, tuy nhiên, ông ta vẫn nghi hoặc không thôi, tại sao ngươi làm được? Vừa rồi ta vẫn luôn nhìn các ngươi, cũng không thấy ngươi có thủ đoạn bố trí gì cả. Nơi này là thiên ngoại thiên, Huyền Dương Tiên Đế ý vị thâm trường nói, chấm ở đây hơn ngàn năm rồi, nhàn rỗi vô sự sẽ không ngừng kết trận để giết thời gian. Cho nên, ở đây, cho dù chân tiên hàng thế cũng sẽ phải chết. Từ Côn Luân xuất mồ hôi lạnh cả người. Người này kinh khủng như vậy sao? Theo cách nói của ông ta, trong hơn 1.000 năm qua, chẳng phải ngày nào ông ta cũng sẽ bố trí trận pháp. Như vậy ông ta đã góp nhặt được bao nhiêu trận pháp? Khó trách ông ta không sợ. Hạ Thiên chết đúng là không oan. Tốt, Hạ Thiên đã chết. Huyền Dương Tiên Đế cảm thấy tẻ nhạt. Nói với Từ Côn Luân, chấm lại tẻ nhạt nữa rồi. Từ lão đệ, người mau gia tăng cảnh giới đi, để có thể chơi đùa cũng với chấm một chút. Từ Côn Luân cười gượng, ha ha, tiên đế lại trêu ta rồi. Với chút tu vi đó của ta, có tiến bộ cũng không đuổi kịp ngươi. Ồ, Huyền Dương tiên đế cười nhạo một tiếng, vậy ngươi đi gặp âm hậu đi. Đến tận hôm nay, nàng ta vẫn cho rằng nàng ta ăn chắc chấm. Vừa lúc hôm nay giải quyết luôn đi. Từ Côn Luân do dự hỏi, vậy còn con gái của ta? Yên tâm đi, chấm sẽ không giết nàng ấy đâu. Huyền Dương Tiên Đế bỗng mỉm cười, quay sang nhìn Từ Côn Luân, thể chất của nàng ấy thật sự không tệ, chấm coi trọng nàng ấy, dự định thu nàng ấy làm đạo lữ. Đây chính là phúc phận từ gia các ngươi. Lúc này, Từ Côn Luân lại do dự, còn phải xem ý của Tú Nhi đã. Ta làm cha nhưng lại không hoàn thành trách nhiệm, không có mặt mũi ép buộc con bé làm gì cả. Hừ, một nữ nhân thôi mà, nàng ấy còn có thể lật trời được sao? Huyền Dương Tiên Đế khịt mũi coi thường, chấm là chủ tiên giới, đế vương tu tiên giả của trái đất. Lời của chấm là nhất ngôn cửu định, nếu ai không đồng ý, tru diệt cửu tộc, đánh vào địa ngục, vĩnh thế không được vãng sinh. Lời nói nghe rất nặng, hiển nhiên là đang gõ Từ Côn Luân. Quả nhiên gần vua như gần cọp, vừa rồi còn nói chuyện như bạn bè, đảo mắt đã thay đổi sắc mặt. Từ Côn Luân đã biết chỗ đáng sợ của Huyền Dương Tiên Đế, chỉ là chuyện này vi phạm chuẩn tắc làm người của ông ta đành phải đè xuống sự sợ hãi trong lòng, chuyện khác, ta còn có thể nghe theo. Nhưng ta đã thua thiệt Tú Nhi và mẫu thân con bé rất nhiều, tuyệt đối không thể ép buộc con bé nữa. Cho nên, thứ cho ta khó tòng mệnh. Từ Côn Luân, ngươi thật sự cho rằng chấm sẽ không giết ngươi sao? Huyền Dương Tiên Đế nổi giận quát một tiếng. Toàn bộ thiên ngoại thiên lập tức lắc lư, vô số trận pháp to nhỏ dần dần phát sáng lên, ta cho ngươi cơ hội lần cuối, ngươi có đồng ý hay không? Ta, Từ Côn Luân hít sâu một hơi, mặc dù trong lòng đã sớm có chuẩn bị, nhưng nhìn trận pháp chẳng chịt như sao trời trước mặt, ông ta vẫn bị dọa đến khắp người phát lạnh. Uy áp của trận pháp chậm rãi đè xuống ngực Từ Côn Luân, khiến ông ta có cảm giác hít thở không thông. Linh khí bên trong đan điền hoàn toàn không cách nào dùng được. Bóng ma tử vong đang bao phủ ông ta. Từ Tú Nhi, chấm chắc chắn sẽ phải có được, chẳng cần phải thương lượng với ngươi.
Ánh mắt Huyền Dương Tiên Đế trở nên lạnh lại, không hề có chút tình cảm nào, tu vi của trẫm đã đạt đến bình cảnh, cần lô đỉnh như thế. Trẫm nói cho ngươi biết chính là cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi lại không biết trân quý. Ngươi làm trẫm thất vọng quá. Từ Côn Luân không nói được, cảm giác một giây sau ông ta sẽ chết, trong lòng không khỏi bi thương. Dám đánh chủ ý lên vợ của ta, ngươi quả nhiên chán sống rồi. Lúc này, một âm thanh lười biếng vang lên. Mặc dù không lớn nhưng rơi vào tai Huyền Dương Tiên Đế và Từ Côn Luân lại giống như sấm sét. Không thể nào, lãnh ý trong mắt Huyền Dương Tiên Đế trong phút chốc tiêu tán, thay vào đó là sự sợ hãi, kinh ngạc và không thể tin nổi, rõ ràng ngươi chết rồi mà. Không ai có thể chạy thoát khỏi đại trận thiên địa kinh hoàng của trẫm. Cho dù chân tiên hàng thế cũng không có khả năng. Chỉ là mấy đại trận rách nát, chẳng cần đến chân tiên hàng thế. Một người một cây kim của ta là đủ rồi. Hạ Thiên xuất hiện trước mặt Huyền Dương Tiên Đế, chẳng những lông tóc không thương, ngược lại còn thần thái sáng láng hơn cả lúc trước. Huyền Dương Tiên Đế thật sự không cách nào tiếp nhận được sự thật trước mắt. Ông ta chỉ vào Hạ Thiên, người tuyệt đối không thể nào làm được, trừ phi. Trừ phi cái gì? Hạ Thiên hỏi ngược lại. Trừ phi, Huyền Dương Tiên Đế cũng không biết trừ phi cái gì. Bởi vì ông ta thật sự không nghĩ đến sẽ có người thoát khỏi đại trận thiên địa kinh hoàng của ông ta, bởi vì ông ta đã dùng chính 1.000 năm thời gian ngưng kết mà thành. Đây chính là trận pháp kết xuất 1.000 năm, không phải 1.000, cũng không phải 1 vạn mà là trận pháp đếm không hết. Nhưng chúng lại không thể giết chết phàm nhân Hạ Thiên, ông ta thật sự không cách nào tiếp nhận được. Hạ Thiên nhếch miệng, chính ngươi cũng không biết trừ phi cái gì, cho nên trận pháp kia chỉ là phế vật mà thôi. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Huyền Dương Tiên Đế bị kích thích quá lớn, đầu óc đã không còn bình thường, chỉ biết lẩm bẩm không còn khả năng. Thật ra, ngay cả Từ Côn Luân cũng cảm thấy không có khả năng. Ông ta biết rất rõ tạo nghệ trận pháp của Huyền Dương Tiên Đế. Nếu 1-2 đại trận, thậm chí 1-200 đại trận, ông ta còn cảm thấy Hạ Thiên có thể đào thoát, nhưng nơi này chất đống trận pháp hơn 1.000 năm. Uy lực bên dưới nói không chừng có thể xử lý luôn cả chân tiên, nhưng Hạ Thiên chẳng những còn sống mà còn phá được trận. Quả thật không thể tưởng tượng nổi. Cũng làm cho người ta khó mà tin được. Cho nên cũng khó trách Huyền Dương Tiên Đế lại bị hỏng mất như thế. Ông ta điên rồi sao? Từ Côn Luân bình tĩnh lại, thấy Huyền Dương Tiên Đế không ngừng lẩm bẩm, không khỏi nghi ngờ hỏi. Ta chẳng quan tâm ông ta điên hay không, đã dám đánh chủ ý lên cửu nha đầu. Ông ta nhất định phải chết. Hạ Thiên lấy ra ngân châm đâm xuống đỉnh đầu Huyền Dương Tiên Đế. Ầm ầm. Lúc này, tiếng sấm vang lên, sau đó mây đen cuồn cuộn sinh ra, trong đó có vô số lôi long đang du động. Chuyện gì thế? Hạ Thiên nhìn dị tượng trước mặt, khó chịu hỏi. Từ Côn Luân cũng không biết Hạ Thiên đang nói chuyện với ai. Dù sao cũng không giống như đang nói chuyện với ông ta, nhưng ông ta vẫn giải thích, theo truyền thuyết. Tiên đế các thế hệ sẽ nhận được một sức mạnh pháp tắc. Nếu ngươi giết ông ta, sức mạnh pháp tắc sẽ bị đứt đoạn truyền thừa. Cho nên nó sẽ ngăn cản ngươi. Ta chẳng quan tâm pháp tắc hay không pháp tắc, đánh chủ ý lên vợ của ta thì đều phải chết. Hạ Thiên mặc kệ nhiều như vậy, ngân châm vẫn đâm xuống dưới. Xoẹt! Một luồng sấm sét màu tím từ trong mây đen giáng xuống, bổ trúng ngân châm trong tay Hạ Thiên, ngăn cản hắn đâm vào đầu Huyền Dương Tiên Đế. Huyền Dương Tiên Đế giống như lấy lại tinh thần, cuồng tiếu lên, ha ha ha, thiên đạo không muốn chấm chết. Chấm là con của thiên đạo, Hạ Thiên ngươi không cách nào làm gì được ta đâu. Ngươi chỉ là một phàm nhân, chẳng lẽ ngươi dám chống lại thiên đạo hay sao? Ngươi chỉ có một lực lượng pháp tắc mà thôi, làm gì được tính là con của thiên đạo chứ? Hạ Thiên mắng to, ta muốn ngươi chết, cái gì pháp tắc, cái gì thiên đạo, mẹ nó đều không dùng được hết. Nói xong, Hạ Thiên vận ngân châm, cưỡng chế lôi điện màu tím đâm vào đầu Huyền Dương Tiên Đế. A! Huyền Dương Tiên Đế gào lên thê thảm giống như mổ heo, hoàn toàn không còn phong phạm của Tiên Đế lúc trước. Chết đi! Hạ Thiên hét lớn, một luồng ánh sáng màu trắng không biết từ nơi nào bay đến, chặt đứt lôi điện màu tím. Kim châm tiến vào. Huyền Dương Tiên Đế ngã xuống đất, không còn thở nữa. Hạ Thiên! Ngươi đúng là không biết tốt xấu, chấm sẽ không để yên cho ngươi đâu. Nói ra lời này cũng không phải bản thân Huyền Dương Tiên Đế mà là oán khí chưa hết,
phát ra một tiếng gầm thét từ sâu trong linh hồn của ông ta. Này, sao ngươi giống mấy con rán thế, đến giờ còn chưa chịu ngỏm. Hạ Thiên nhìn qua, phát hiện một tiểu nhân trong suốt nổi lơ lửng bên trên thi thể của Huyền Dương Tiên Đế, nhìn cái này không giống nguyên thần, cũng không giống nguyên anh. Ngươi không phải tu luyện tà môn công pháp gì chứ? Từ Côn Luân nhìn thấy cảnh này cũng giật cả mình, lập tức nhớ đến một việc, chẳng lẽ ngươi đã luyện môn đoạt hồn chủng ma quyết? Đó là cái thứ đồ chơi gì vậy? Hạ Thiên nhếch miệng hỏi. Từ Côn Luân liếm môi một cái, hơi do dự, Tiêu Gia ẩn tàng hơn 100 năm trước đã hiến cho Huyền Dương Tiên Đế một khối ngọc giản không còn nguyên vẹn, nói là tìm được từ chỗ sâu bí cảnh thiên cung. Bọn họ xem không hiểu nên đã nộp lên. Huyền Dương Tiên Đế triệu tập tất cả mọi người ở sáu trọng thiên cùng nhau nghiên cứu mấy năm, rốt cuộc cũng giải được tin tức trong khối ngọc giản kia. Bên trên ghi chép một môn ma công, chỉ cần tế luyện 10 vạn sinh hồn là có thể ngưng kết ma chủng giống nguyên thần. Bình thường nó không hề có chút dấu hiệu nào, chỉ có chết mới thoát ra ngoài cơ thể, sau 3 ngày sẽ diễn sinh trưởng thành, giống như được sinh ra lần nữa, công lực còn gia tăng một khoảng lớn. Tiểu nhân Huyền Dương Tiên Đế trong suốt nổi trận lôi đình, chỉ vào Từ Côn Luân, nói, ngươi im miệng cho chấm, nếu không, chấm sẽ diệt cửu tộc ngươi. Cũng chẳng có tác dụng gì đâu, Hạ Thiên mất hết hứng thú, công pháp rách nát đó cũng không sánh được 4 châm đầu tiên của nghịch thiên bát châm. Hoàn toàn là công pháp phế vật. Từ Côn Luân cười khổ không thôi. Đây chính là công pháp phục sinh sau khi chết. Đừng nói tiểu tiên giới, đoán chừng thế giới tu tiên tầng thứ cao hơn cũng xem nó như bảo bối. Dù sao, sinh tử là một loại pháp tắc thiên địa, rất nhiều người tu tiên chính là muốn được trường sinh bất tử. Cho dù không thể trường sinh bất tử, lùi lại cầu việc khác, khởi tử hoàn sinh cũng đã kinh thế hãi tục lắm rồi. Từ Côn Luân chỉ vào tiểu nhân trong suốt mà mắng, Huyền Dương ngươi luyện thành môn công pháp đó, điều này nói rõ ngươi đã âm thầm tế luyện 10 vạn sinh hồn. Đây chính là tội ác tày trời, ngươi còn mặt mũi nào mà sống ở thế gian này nữa. Tiểu nhân trong suốt không hề có ý hối cải, ngược lại còn cười to hơn, chấm là chủ tiên giới, hy sinh 10 vạn sinh hồn có tính là gì. Cho dù 100 vạn, 1000 vạn, đó cũng là vinh hạnh suốt đời bọn họ. Ngươi quả thật là xúc sinh, Từ Côn Luân đau lòng không thôi, lúc trước, tiểu tiên giới được thành lập, một là để kéo dài hạt giống tu tiên, hai là để bảo vệ giới thế tục. Ngươi lại vì ham muốn cá nhân mà tế luyện người sống, ngươi chẳng khác nào tiên đế cầu thí, chết cũng chẳng có gì đáng tiếc. Hạ Thiên, ngươi hãy khiến cho ông ta thần hồn câu diệt, vĩnh viễn không được siêu sinh. Các ngươi dám, tiểu nhân trong suốt không hề e ngại. Còn cười lạnh, tiểu tiên giới đã sớm khóa cùng với thần hồn của chấm. Chấm chết cũng chẳng sao. Nếu thần hồn không còn, toàn bộ tiểu tiên giới cũng sẽ sụp đổ. Đến lúc đó, toàn bộ trái đất cũng sẽ sụp đổ theo. Ngươi! Từ Côn Luân mở to mắt, không thể tin được vào lỗ tai của mình, nhất thời không biết tìm từ ngữ nào để hình dung nữa. Chấm là tiên đế, che chở cho giới thế tục hơn ngàn năm, cứu người cũng trên 100 triệu. Hy sinh 10 vạn người để kéo dài tính mạng cho chấm có tính là gì? Tính cách của tiểu nhân trong suốt còn cực đoan hơn cả Huyền Dương Tiên Đế, thậm chí một chút che giấu cũng không cần, trực tiếp phơi bày chuyện xấu của mình ra ngoài. Ta chẳng hứng thú với chuyện của ngươi. Hạ Thiên nhìn chằm chằm tiểu nhân trong suốt, cảm thấy khó chịu, nhưng bây giờ ta nhìn ngươi rất khó chịu. Ta muốn ai chết, kẻ đó phải chết. Ngươi chết, thần hồn cũng sẽ bị câu diệt theo. Hừ. Ngươi dám giết thần hồn của chấm sao? Tiểu nhân trong suốt bỗng nhiên đắc ý, giết chấm, tiểu tiên giới cũng xem như xong. Còn ngươi, nữ nhân của ngươi, cộng thêm tất cả mọi người trên trái đất đều phải chôn cùng. Ngươi suy nghĩ nhiều quá rồi. Hạ Thiên móc ra ngâm châm, đâm tới tiểu nhân trong suốt, chết chỉ có ngươi mà thôi. Lần này, ngươi sẽ chết một cách triệt để. Cái gì thần hồn, cái gì quỷ hồn, cái gì nguyên anh? Cái gì kim đan, tất cả đều không còn tồn tại. Bây giờ ta cũng đang rảnh, ta sẽ giày vào ngươi, đi chết đi. A, tiểu nhân trong suốt đột nhiên cảm nhận được một sự đau đớn phát ra từ linh hồn. Nó không khỏi gào lên một cách thê lương giống như mổ heo, miệng còn mắng Hạ Thiên, ngươi chết không yên lành đâu. Cho dù chấm chết, chấm cũng muốn các ngươi chôn cùng. Tiên giới, hãy sụp đổ cho ta. Sập cái đầu ngươi đấy. Hạ Thiên một châm đâm rách tiểu nhân trong suốt, chỉ thấy một vệt ánh sáng lóe lên. Lần này,
Huyền Dương Tiên Đế đã thật sự biến mất, tất cả vết tích về ông ta trên thế giới này cũng đều tiêu tán, giống như chưa hề tồn tại qua. Tuy nhiên, khi thần hồn Huyền Dương Tiên Đế biến mất, toàn bộ mây trên thiên ngoại thiên cũng không còn, thần quang sáng rực trên bầu trời cũng diệt theo. Sáu trọng thiên từ thiên ngoại thiên trở xuống đột nhiên sụp tối, đưa năm ngón tay lên cũng không thấy đâu. Đệ tử các trọng thiên đều hoảng hốt, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Chuyện gì xảy ra vậy? Tiêu Diễm Diễm đang hợp nhất thế lực Đại Thánh Tông ngạc nhiên hỏi, không phải tên Hạ Thiên kia lại gây ra chuyện nữa chứ? Sắc mặt trưởng lão Tiêu Chính Dương thay đổi, thậm chí còn đổ mồ hôi lạnh cả người, không thể nào. Chuyện này không thể nào xảy ra được. Dương Thúc, ngươi sao vậy? Có phải ngươi biết chuyện gì xảy ra hay không? Tiêu Diễm Diễm thấy Tiêu Chính Dương trở nên bất thường, không khỏi hỏi, mặc dù trời đột nhiên tối sầm xuống có chút hơi lạ nhưng ngươi cũng không cần sợ hãi như vậy chứ. Tiểu tiên giới là nơi tu tiên giả hội tụ, linh khí dồi dào, thần quang tụ tập, không tồn tại việc trời tối. Tiêu Chính Dương bình tĩnh lại, vô thức ngẩng đầu, dường như muốn dùng ánh mắt xuyên thấu màn trời nhìn xem phía thiên ngoại thiên đã xảy ra chuyện gì. Chỉ có một tình huống có thể khiến cho trời tối xuống. Nói đi, tình huống như thế nào? Ngươi làm ta nôn nóng quá. Tiêu Diễm Diễm hơi gấp lên. Đó chính là tiên đế đã chết, thần hồn câu diệt. Lúc này, một bóng người xuất hiện, chính là trưởng môn Ngô Bách Trương của tập tiên viện. Cái gì? Hỏa Cửu Linh đứng hình, không thể tin được, tiên đế chết rồi. Chẳng lẽ hạ trưởng môn đã? Không thể nào. Hơn phân nửa là vậy. Ngô Bách Trương chẳng những không sợ, ngược lại còn mỉm cười, tên ác tặc đó sớm đáng chết, tiên giới rốt cuộc cũng có lúc thay đổi. Tiêu Chính Dương tức giận mắng, đổi cái gì mà đổi? Tiên đế chết, tiểu tiên giới cũng sẽ sụp đổ theo. Không thể nào, Tiêu Diễm Diễm mở to mắt, vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Hiện tại chúng ta chạy trốn có còn kịp không? Không còn kịp nữa rồi. Tiêu Chính Dương lắc đầu, thở dài nói, nếu tiên đế chết rồi, thần hồn vẫn còn, tiểu tiên giới còn có thể tiếp tục duy trì. Hiện tại xem ra, hoặc Hạ Thiên đã đánh cho tiên đế thần hồn câu diệt, hoặc tiên đế tự tuyệt thần hồn, cố ý muốn hủy tiểu tiên giới. Mặc kệ là cái nào, chúng ta cũng đều trốn không thoát. Hỏa Cửu Linh che mặt khóc lên. Khó khăn lắm nàng mới thoát khỏi xiềng xích của vận mệnh, nghĩ không ra nàng vẫn phải chết. Khóc cái gì, ánh mắt Ngô Bách Trương càng lúc càng sáng, thậm chí còn không che hết cuồng hỉ trong lòng, cất cao giọng nói, đây mới là cơ hội chân chính của chúng ta. Tiêu Diễm Diễm không hiểu, hỏi, lão đầu nhi, tất cả mọi người đều phải chết, người đắc ý cái gì? Lấy đâu ra cơ hội chứ? Một đám ngu xuẩn, ban đầu, ta thấy ngươi lôi kéo Hỏa Cửu Linh hợp nhất các đại tông môn, ta còn tưởng rằng ngươi thông minh thật. Ngô Bách Trương hơi khinh thường nhìn Tiêu Diễm Diễm, nghĩ không ra có cơ duyên to lớn giáng xuống như vậy, ngươi lại trở nên ngu xuẩn. Tiêu Diễm Diễm khó chịu vô cùng, lão nương sắp chết rồi, chẳng lẽ còn chịu cơn giận không đâu với ngươi, lão đầu nhi, ngươi có ý gì? Nếu không cho ta lời giải thích hợp lý, bây giờ ta làm thịt ngươi. Không có tiên đế, chẳng lẽ không tìm được tiên đế khác sao? Ngô Bách Trương ngạo nghễ nói. Tiêu Chính Dương lên tiếng, không phải ta dội nước lạnh vào ngươi, muốn làm tiên đế, tu vi ít nhất phải gần độ kiếp kỳ. Hiện tại tiên giới có ai có tu vi đó không? Cho dù có tu vi này cũng phải có thần hồn cường đại mới có thể chèo chống tiên giới không băng tán. Loại người như thế, quả thật trăm vạn chọn một, nhưng trước mắt tiên giới có sao? Có. Tiêu Diễm Diễm bỗng nhiên hiểu ra, tay vỗ đầu thật mạnh, mẹ nó, ta đúng là ngu xuẩn, đương nhiên là có. Hạ Thiên không phải sao, mẹ nó, cưỡi lừa đi tìm lừa, ta đúng là. Tiêu Chính Dương do dự nói, nhưng Hạ Thiên chỉ có tu vi kim đan kỳ. Hạ Thiên là một tên yêu nghiệt, người không thể ước đoán hắn theo lẽ thường được. Sau khi nghĩ thông suốt, đại não Tiêu Diễm Diễm nhanh chóng vận chuyển, Hạ Thiên tuyệt đối dư sức làm tiên đế. Vấn đề là làm sao yêu cầu hắn làm. Tiêu Chính Dương vẫn không hiểu, tiên đế là ai chứ? Là chủ của một giới, hoàng đế tu tiên giả, chẳng lẽ hắn còn không muốn làm? Ngươi không hiểu hắn đâu, tiên đế cái gì, hắn hoàn toàn không có hứng thú. Tiêu Diễm Diễm cau mày, chậm rãi giải thích, hơn nữa, hắn muốn rời khỏi tiểu tiên giới lúc nào cũng được, chút uy hiếp đó không làm gì được hắn đâu. Cho nên, chúng ta nhất định phải nghĩ cách giữ hắn lại.
Linh quang hỏa cửu linh bỗng nhiên lóe lên, Hạ trưởng môn đi cùng với một thiếu nữ tuyệt mỹ đến tiểu tiên giới, nói là muốn cứu vợ của hắn. Điều này phải chăng là cơ hội không nhỉ? Đúng, tại sao ta lại quên A cửu chứ? Tiêu Diễm Diễm lấy lại tinh thần, nói với Ngô Bách Trương, lão đầu nhi, người có cách đưa chúng ta đến thiên ngoại thiên không? Trước khi Hạ Thiên đến đó, chúng ta cứu A cửu, còn có Âm Hậu nữa. Ngô Bách Trương mỉm cười, chuyện nhỏ. Một đoàn người thừa dịp trời tối, ngồi pháp bảo phi hành của Ngô Bách Trương đến thiên ngoại thiên. Lúc này, đệ tử bình thường sáu trọng thiên bên dưới cũng ý thức được tiên đế chết rồi, cũng biết tiểu tiên giới sắp sụp đổ. Cả đám đều phóng đến Bồng Lai Phúc Địa, muốn thông qua đại môn màu vàng chạy xuống giới thế tục. Đáng tiếc, muốn mở cánh cửa này cần có ý chí của tiên đế, mà tiên đế lại chết rồi. Thời gian sau đó, sáu trọng thiên không còn thần quang phù hộ, linh khí lập tức băng tán, kết giới sụp đổ, tất cả đệ tử đều hoảng sợ, phát ra tiếng kêu rên tuyệt vọng. Cùng lúc đó, tiểu tiên giới sụp đổ dẫn phát thiên tai liên tiếp trên trái đất. Có nơi phát sinh địa chấn một cách khó hiểu. Có nơi núi lửa bốc lên. Có nơi biển cả cuồng loạn, từng con sóng lớn lúc nào cũng có thể nhào về phía bờ biển. Chấm. Nhất thời, điềm báo tận thế giáng xuống. Thần hồn của ông ta bị diệt thật sự rồi sao? Từ Côn Luân khó tin nhìn Hạ Thiên. Mặc dù vừa rồi ông ta cũng kêu gào Hạ Thiên diệt thần hồn Huyền Dương Tiên Đế, nhưng đó chỉ là lời nói nhất thời, rất nhanh ông ta đã bình tĩnh lại. Trước khi còn chưa xác định được tiên đế nhiệm kỳ tiếp theo, thần hồn Huyền Dương Tiên Đế nên giữ lại. Nếu không, tiểu tiên giới sẽ bị sụp đổ, trái đất cũng bị thương theo. Tuy nhiên, Hạ Thiên ra tay quá nhanh, ông ta còn chưa kịp phản ứng, tất cả đã kết thúc. Đương nhiên là diệt rồi, chẳng lẽ giữ lại để ăn Tết? Hạ Thiên nhếch miệng, gương mặt tràn ngập khinh thường. Từ Côn Luân hơi gấp lên, nói với Hạ Thiên, này, vừa rồi ngươi không nên xúc động như vậy. Ngươi có thể giữ lại thần hồn của ông ta dùng để duy trì tiểu tiên giới. Ngươi chỉ cần lau đi ý thức của ông ta là được. Hạ Thiên thuận miệng nói sớm cũng vô dụng. Ông ta phải chết một cách triệt để. Đây là lời nói của ta. Nhưng tiểu tiên giới sắp bị hỏng mất rồi, ngươi nói nên làm cái gì đây? Từ Côn Luân lo lắng nói. Mặc dù ông ta đã sớm ngấp nghé vị trí tiên đế, nhưng hiện tại ông ta không có bản lãnh để khiêng hết toàn bộ tiểu tiên giới. Tiểu tiên giới hỏng thì liên quan gì đến ta? Hạ Thiên chẳng thèm quan tâm, ta còn phải đi tìm cửu nha đầu và vợ Tiêm Tiêm nữa, ngươi đừng cản đường. Nếu không, ta đánh ngươi đấy. Từ Côn Luân nói, Hạ Thiên, ngươi nói chuyện không lịch sự gì cả. Nói thế nào ta cũng là nhạc phụ của ngươi, ngươi tôn trọng ta một chút không được sao? Cửu nha đầu không có nhận ngươi. Hạ Thiên khinh thường nói. Từ Côn Luân không phản bác được, nhưng vẫn trịnh trọng khuyên, Hạ Thiên, đây không phải chuyện đùa. Thần hồn tiên đế đã bị diệt, tiểu tiên giới sụp đổ là chuyện không thể nào cản trở. Đến lúc đó không biết sẽ có bao nhiêu sinh linh đổ thán. Bớt làm bộ đi, Hạ Thiên hoàn toàn không để cho mình bị đẩy đi vòng vòng, không có tiên đế không được, vậy ngươi làm tiên đế đi không được sao? Mặt Từ Côn Luân đỏ ửng, thẳng thắn nói, đúng, ta ngấp nghé vị trí tiên đế đã lâu, nhưng ta không tự tin có thể dùng thần hồn của mình chèo chống toàn bộ tiểu tiên giới. Hạ Thiên cười nói, có thể chống đỡ là một chuyện, người có muốn chống đỡ hay không lại là chuyện khác. Muốn làm tiên đế nhưng lại không muốn gánh nguy hiểm, trên đời này làm gì có chuyện tốt như thế. Ta thấy, người còn không bằng tên tiên đế ngu ngốc kia nữa. Nghe Hạ Thiên nói, Từ Côn Luân không khỏi ngẩn người. Im lặng một hồi, ông ta rốt cuộc thở dài, cất cao giọng nói, Hạ Thiên, người mắng rất đúng, ta đích thật không bằng Huyền Dương. Mặc dù ông ta bảo thủ, không coi ai ra gì, tự cao tự đại, không nghe lời khuyên nhủ, khư khư cố chấp nhưng ông ta không phải không có đảm đương. Còn ta, trước mặt cơ hội lại sợ đầu sợ đuôi, uổng cho ta là một đại trượng phu. Người nói nghe hay lắm, nhưng vừa rồi người mắng ông ta, người nhìn ta làm gì? Hạ Thiên khó chịu nói, hay ngươi cho ta nghe không hiểu ngươi đang chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Không có, tuyệt đối không có. Từ Côn Luân khoát tay, ngươi đi tìm Tú Nhi đi, mang con bé rời khỏi tiểu tiên giới, về sau hãy cố mà sống cho thật tốt. Còn ta sẽ đi làm chuyện mà ta cần làm. Nếu thành công, ta chính là tiên đế đời tiếp theo. Nếu thất bại,
ta cũng phải bảo tồn hạt giống tu tiên bên trong tiểu tiên giới. Nói xong, Từ Côn Luân chính chóng chắp tay với Hạ Thiên, sau đó xoay người bước đến đại điện tiên đế thiên ngoại thiên. Ở đó có tứ tượng thần quang trận, chỉ cần thần hồn có thể ngăn tứ tượng trận phản phệ, như vậy có thể phòng ngừa tiểu tiên giới sụp đổ, đồng thời cũng có thể trở thành tiên đế mới. Ngươi cứ tự nhiên, Hạ Thiên không muốn nói thêm câu nào, đang định phi thân rời đi, một thân ảnh uyển chuyển bay đến, là Bạch Tiêm Tiêm. Hạ Thiên ngạc nhiên nhìn Bạch Tiêm Tiêm, hỏi, vợ Tiêm Tiêm, sao nàng lại đến đây? Không phải ta bảo nàng trông coi cửu nha đầu sao? Cửu tỷ tỷ không sao rồi, nàng ấy bảo ta đến tìm ngươi. Bạch Tiêm Tiêm nhẹ giọng hồi đáp, ta đến để xem ngươi có cần hỗ trợ gì không? Ta không cần hỗ trợ gì cả. Hạ Thiên mỉm cười, thuận tay ôm lấy vòng eo nhỏ của Bạch Tiêm Tiêm, chúng ta cùng nhau quay lại tìm A Cửu, sớm một chút kết thúc chuyện ở đây rồi quay về Giang Hải. Nơi này chẳng còn ý nghĩa gì cả. Bạch Tiêm Tiêm lắc đầu, nói với Hạ Thiên, bên phía Cửu tỷ tỷ có việc, bảo ngươi trước bảo vệ tiểu tiên giới rồi hãy nói. Hạ Thiên có chút không vui, lẩm bẩm, cửu nha đầu không phải muốn quyệt nợ chứ. Ta cố gắng cứu nàng ấy như vậy, bây giờ nàng ấy nên chạy vội đến, nhào vào lòng ta, sau đó chúng ta cùng nhau song tu hết ngày lại đêm, bổ sung lại vô số lần đã bỏ qua trước đó. Bạch Tiêm Tiêm nghe không hiểu, vừa nhìn mặt đất vừa nhìn Hạ Thiên, song tu là cùng nhau tu tiên sao? Không sai, Hạ Thiên nghiêm túc gật đầu, vợ Tiêm Tiêm, chờ trở lại Giang Hải, ta sẽ cùng với nàng song tu. Mọi người cùng nhau cố gắng, song tu nhiều cảnh giới mới tăng nhanh được. Vâng, Bạch Tiêm Tiêm có cái hiểu cái không? Dù sao nàng vẫn luôn sống ở Sương Nguyệt Đảo, mấy chuyện này không ai dạy cho nàng. Nàng chỉ suy đoán Hạ Thiên nói đến song tu khả năng có ý khác nhưng cũng không rõ lắm, đành phải hàm hồ gật đầu. Tu cái đầu quỷ ngươi đấy, suốt ngày chỉ biết lừa gạt nữ nhân ngủ với ngươi. Ngươi có thể khiêm tốn lại một chút hay không? Lúc này, một cú đá dùng tốc độ cực nhanh trong nháy mắt đá về phía Hạ Thiên, lực đạo cương mãnh vô song, vô cùng dọa người. Hạ Thiên tuyệt không kinh ngạc, ngược lại còn nở nụ cười, thuận tay chụp tới bàn chân đang đá về phía mình, cười nói, cửu nha đầu, mặc dù chân của nàng rất đẹp nhưng vẫn còn chênh lệch so với tiểu muội chân dài và muội chân dài, lực hấp dẫn không đủ đối với ta, chi bằng đổi thành. Đổi cái tên lưu manh đáng chết người đấy, còn không bỏ chân của ta xuống. Người đến là A Cửu, tính tình vẫn nóng nảy như cũ, ánh mắt đẹp chừng Hạ Thiên, giận nhưng vẫn có hai ba phần tình cảm. Hạ Thiên cũng nghe lời, lập tức thả lỏng chân A Cửu ra, nhưng lại thuận thế kéo một phát, kéo nàng vào trong ngực, miệng đưa tới. Chờ A Cửu kịp phản ứng đã là 5-6 phút sau. Nàng lập tức đẩy Hạ Thiên ra, đồ lưu manh, ngươi chiếm tiện nghi của ta. Đầu óc của ngươi còn chứa cái gì khác không? Có, chiêu thức của ta rất nhiều. Cửu nha đầu, nàng thử qua một chút nha. Hạ Thiên chứng chạc nói. Biến. A Cửu muốn cắn nát miệng Hạ Thiên, nàng quay sang nói với Bạch Tiêm Tiêm, Tiêm Tiêm, người tuyệt đối đừng mắc bẫy tên lưu manh này. Hắn chính là một tên sắc lang chính cống. Hạ Thiên kiên quyết phủ nhận, ta không phải sắc lang. Ngươi không phải thì ai phải? A Cửu nguyết hắn một cái, tức giận nói, ta bị nhốt ở đây mấy ngày, ngươi không hỏi ta có bị thương hay không, chỉ biết ôm ôm hôn hôn. Bạch Tiêm Tiêm nhìn không được nói với A Cửu. Thật ra Thiên ca ca lo lắng cho ngươi, bằng không, hắn cũng sẽ không đáp ứng điều kiện của âm hậu, bắt đầu vượt qua từ tầng thứ nhất. Vẫn là vợ Tiêm Tiêm đau lòng ta. Hạ Thiên mỉm cười đáp, cửu nha đầu, nàng có bị thương hay không ta nhìn một chút là biết. Cho dù nàng bị thương, ta tiện tay cũng có thể trị khỏi, không cần thiết phải hỏi câu này. A Cửu bó tay, ngươi đúng là thẳng nam. Nếu không phải vận khí và y thuật của ngươi nghịch thiên, đoán chừng ngay cả một bà vợ ngươi cũng tìm không có. Cửu nha đầu, nàng nói sai rồi. Hạ Thiên thành thật cải chính, ta có thể theo đuổi được các nàng chính là dựa vào sự anh tuấn và xuất khí của ta, chẳng dính dáng gì đến y thuật cả. A Cửu nhìn không được lườm hắn một cái, được rồi, đừng chém gió nữa. Chúng ta còn có chuyện muốn làm. Đúng, chúng ta cũng cần phải làm một lần chứ. Hạ Thiên cười, kéo A Cửu và Bạch Tiêm Tiêm vào lòng. Không biết chúng ta nên làm ở đây hay là về Giang Hải mới làm. Phổi A Cửu sắp bị tên sắc lang này làm cho tức đến muốn nổ tung. Nàng đưa tay đánh hắn một cái, ta làm cái đầu ngươi đấy. Ta nói không phải cái này. A,
Hạ Thiên khó hiểu, thế nàng còn có chuyện gì cần làm? Đương nhiên là cứu tiểu tiên giới. A Cửu nguyết hắn một cái, trịnh trọng nói, mặc dù tiểu tiên giới đã sớm chia cắt với trái đất, nhưng dù sao nó cũng treo trên đầu trái đất. Một khi nó sụp đổ, rất nhiều linh khí tiết ra ngoài sẽ bị tán loạn, tạo thành nguy hại cực lớn cho trái đất, hậu quả khó mà lường được. Cửu nha đầu, nàng lo nhiều quá rồi. Hạ Thiên khinh thường nói, đúng là sẽ có ảnh hưởng nhưng cùng lắm cũng chỉ nhất thời. Qua không được mấy ngày, linh khí tiểu tiên giới tan hết, không chuyện gì xảy ra được đâu. Nhưng như vậy cũng không được. A Cửu nghiêm túc nói, ngươi không quan tâm người khác, nhưng ngay cả mấy bà vợ của ngươi, người nhà, bạn bè của ngươi ngươi cũng không quan tâm. Bọn họ đến Tiên Vân Đại Lục, nhưng người nhà của họ vẫn còn trên trái đất. Nếu xảy ra chuyện, ngươi làm sao ăn nói với bọn họ? Bọn họ không có chuyện gì đâu. Hạ Thiên nói, sớm có người của Thiên Đạo Tổ canh chừng, còn có Long Mạch Long Hổ Sơn đè xuống, làm sao có thể xảy ra chuyện? A Cửu nhìn thẳng vào mắt Hạ Thiên, vậy ta muốn ngươi cứu tiểu tiên giới, ngươi có cứu hay không? Cứu, đương nhiên cứu. Hạ Thiên cười nói, ai bảo nàng là vợ của ta chứ? Nàng nói cái gì thì chính là cái đó. Cứu tiểu tiên giới thôi mà, chuyện có bao lớn đâu, nhưng ta sẽ có chỗ tốt gì? Trong lòng A Cửu đánh bộp một cái, liếc mắt nhìn Hạ Thiên, ngươi muốn chỗ tốt gì? Cửu nha đầu, nàng biết mà. Mặt mày Hạ Thiên trở nên hớn hở. Ta đúng là phục ngươi. A Cửu thở dài, được, ta đồng ý với ngươi. Ánh mắt Hạ Thiên sáng lên, thật không? Cửu nha đầu, nàng không được đổi ý đâu đấy. Tiêm tiêm đang ở đây, ngươi nói ta sẽ nuốt lời hay không? A Cửu bất mãn nói. Bạch tiêm tiêm hoàn toàn vô tội, không biết hai người này đang chơi trò bí mật gì. Hạ Thiên có đồng ý di chuyển toàn bộ người của huyền âm tộc đến tiểu tiên giới hay không? A Cửu quay sang hỏi Bạch Tiêm Tiêm. Đúng, Bạch Tiêm Tiêm không biết A Cửu có ý gì nhưng vẫn lúng túng gật đầu. A Cửu nói với Hạ Thiên, ngươi nhìn đi, Tiêm Tiêm đồng ý chính là làm chứng. Hạ Thiên biết A Cửu đang có ý đồ nhưng hắn cũng không sợ A Cửu quyệt nợ, được, vậy cứ quyết định như vậy đi. A Cửu thúc giục, vậy ngươi mau ra tay đi, nếu không, tiểu tiên giới sập xuống, ngươi ra tay cũng không còn kịp. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy từ đằng xa truyền đến tiếng nổ điếc tai, tiếp theo cảnh tượng trời đất sụp đổ xuất hiện, toàn bộ tiểu tiên giới như muốn nổ tung. Thiên ngoại thiên, đại điện tiên đế. Lúc này, bên trong đại điện đột nhiên tập trung trên vạn người, có trưởng lão các trọng thiên, cũng có đệ tử bình thường. Bọn họ vây quanh tứ tượng thần quang trận chính giữa chật như nêm cối. Lẽ ra nơi này vốn là thánh địa tối cao của tiểu tiên giới. Ngoại trừ tiên đế, cũng chỉ có trưởng môn các trọng thiên mới có thể tiến vào. Tuy nhiên, phong ấn thần quang trận các trọng thiên đã bị Hạ Thiên phá hủy. Theo lý, tất cả đệ tử các trọng thiên bên trong tiểu tiên giới đều có thể đi lên. Thần hồn tiên đế Huyền Dương vừa diệt, tứ tượng thần quang trận bắt đầu bất ổn. Tiếp theo, toàn bộ tiểu tiên giới cũng có dấu hiệu hỏng mất. Tất cả mọi người đều xông lên, muốn nhìn xem có cách gì cứu tiểu tiên giới hay không. Dù sao nơi này cũng là quê hương sinh tồn của bọn họ. Chỉ là, tu vi của bọn họ thật sự quá thấp. Cho dù tu tiên giả cấp bậc trưởng lão, vừa tiến vào tứ tượng thần quang trận, trong nháy mắt đã bị uy áp khổng lồ của thiên địa đè đến thịt nát xương tan. Chúng ta phải làm như thế nào cho phải? Chẳng lẽ tiểu tiên giới nhất định sẽ sụp đổ? Chẳng phải tất cả chúng ta đều chết hết sao? Trời muốn diệt tiên giới rồi. Ai nói tiểu tiên giới sẽ vong? Từ Côn Luân quát lớn một tiếng, tách mọi người ra, trừng mắt nhìn chung quanh, có Từ Côn Luân ta ở đây, tiểu tiên giới không vong được đâu. Ồ, là từ trưởng môn của Ly Hỏa Tiên Phái. Quá tốt rồi, bây giờ có tư cách kế nhiệm vị trí tiên đế, ngoại trừ Ngô trưởng môn thì chính là ông ấy. Đại nạn Ngô Bách Trương sắp đến. Đoán chừng không được đâu. Từ trưởng môn mới là hy vọng cuối cùng. Từ Côn Luân, tất cả chúng ta nhờ hết vào ngươi, ngươi mau chế phục tứ tượng thần quang trận, trở thành tiên đế tân nhiệm đi. Đúng, ngươi chính là tiên đế tân nhiệm. Tiểu tiên giới trước kia cũng không phải chưa từng xuất hiện tình huống tiên đế chết đột ngột, nhưng tiên đế tiền nhiệm dự cảm thời điểm mình sắp chết, ông ta sẽ lưu lại thần hồn của mình bên trong tứ tượng thần quang trận. Duy trì giai đoạn giao tiếp giúp tiểu tiên giới ổn định. Huyền Dương tiên đế bởi vì suy nghĩ cá nhân,
muốn kéo tất cả mọi người bên trong tiểu tiên giới chôn cùng, không thể không nói khí lượng của ông ta quá nhỏ hẹp, hiếm thấy thế gian. Vấn đề muốn mạng bây giờ chính là trưởng môn các trọng thiên đều bị Hạ Thiên xử lý, chỉ còn lại trưởng môn Ngô Bách Trương của Tập Thiên Viện và Từ Côn Luân của Ly Hỏa Tiên Phái. Ngô Bách Trương vốn không còn sống bao lâu nữa, nhưng ông ta dựa vào một châm của Hạ Thiên mới kéo dài hơi tàn. Cho nên, người trước mắt có thể cứu được toàn bộ tiểu tiên giới cũng chỉ có một mình Từ Côn Luân. Từ Côn Luân vốn đang do dự, dưới sự kích thích của Hạ Thiên, cuối cùng vẫn quyết định bước vào nhận lấy trách nhiệm này. Nói hưu nói vượn, Từ Mỗ chỉ tận trách nhiệm của một người của tiểu tiên giới mà thôi. Từ Côn Luân không dám khinh thường, đành phải nói ra chuyện xấu trước, nếu thành công, tất cả đều vui vẻ. Nếu thất bại, xin chư vị có trên đường hoàng tuyền cũng đừng trách móc ta. Từ trưởng môn yên tâm, ngươi đang cứu toàn bộ tiểu tiên giới, được hay không, tất cả mọi người đều phục ngươi. Đúng, ngươi có đảm đương như vậy, mọi người làm sao trách ngươi được. Được hay không được, chúng ta cũng sẽ bầu ngươi làm tiên đế đời tiếp theo. Từ Côn Luân biết mình không thể tin hoàn toàn vào lời nói này, nhưng trước mắt cũng được xem là một sự an ủi. Ông ta đưa mắt nhìn thần quang băng tán trước mắt, linh áp tràn ngập tứ tượng thần quang trận. Thở ra một hơi, dưới sự chờ mong của vạn chúng, ông ta chậm rãi bước vào trong trận pháp. Hít! Chỉ vừa mới bước được nửa bước vào trong trận, Từ Côn Luân đã hít sâu một hơi, cảm nhận được bàn chân kia đã không thuộc về mình. Cũng may, trước đó Từ Côn Luân đã chuẩn bị kỹ càng, cố nén linh áp khổng lồ, cả người tiến vào trong trận. Lập tức ông ta cảm thấy giống như có hàng trăm ngọn núi lớn đè xuống đỉnh đầu, vai và các khớp nối cơ thể. Tất cả xương cốt đều bị ép đến kêu lên kèn kẹt, giống như lúc nào cũng có thể vỡ ra. Ông ta vừa mới bước vào trận nhãn, còn chưa kịp vận công chống đỡ, đã nghe bốp một tiếng, đầu gối Từ Côn Luân không chịu nổi đầu tiên, khuỵu xuống. A! Từ Côn Luân kêu lên một tiếng đau đớn, nhưng vẫn cố nuốt tiếng kêu thảm thiết trở về. Ông ta vận chân khí bảo vệ cơ thể, vừa thả ra thần hồn vào bên trên trận nhãn tứ tượng thần quang trận. Phốc, phốc, phốc. Kinh mạch trên người Từ Côn Luân liên tiếp nổ tung, không ngừng chảy máu, nhưng ông vẫn đứng nghiêm như cũ, vẫn không ngã xuống. Lúc này, ông ta mới thật sự cảm nhận được tiên đế rất khó làm. Tứ tượng thần quang trận là trận pháp chèo chống toàn bộ tiểu tiên giới. Uy áp mà nó sinh ra không hề tầm thường. Tương đương với mấy trăm ngọn Thái Sơn đè lên người. Trước kia, ông ta vẫn luôn tự cho rằng cảnh giới của mình chỉ thấp hơn Huyền Dương Tiên Đế nửa bậc. Vì thế ông ta cũng không cảm nhận được tứ tượng thần quang trận có bao nhiêu lợi hại, cho rằng chỉ cần xử lý Huyền Dương Tiên Đế là được, chưa từng tốn thời gian nghiên cứu tứ tượng thần quang trận. Bây giờ, ông ta xem như gặp quả báo, thiếu hiểu biết về tứ tượng thần quang trận, Từ Côn Luân không cách nào phá giải trận pháp, chỉ có thể chọi cứng uy áp. Sau đó dùng thần trí của mình liên kết với trận nhãn. Chỉ cần thần hồn của ông ta được trận nhãn tán đồng, trên cơ bản có thể lắng lại tai họa sụp đổ lần này của tiểu tiên giới. Từ trưởng môn, hãy cố gắng chống đỡ. Tiểu tiên giới dựa vào ngươi. Trưởng môn, tiên đế đời kế tiếp ngoại trừ ngươi ra thì không còn ai khác, ngươi hãy cố gắng đứng vững. Từ lão ca, chỉ là tứ tượng thần quang trận, tuyệt không làm khó được ngươi đâu. Hơn vạn người tiên giới vây xem đều nhìn ra được Từ Côn Luân có chút không chịu đựng nổi, nhưng bọn họ không còn chỗ nào có thể trông cậy vào. Nếu Từ Côn Luân thất bại, tiểu tiên giới xem như xong. Cho dù còn có những biện pháp khác, nhưng thời gian cũng không còn kịp. Thực lực bọn họ không cao, chỉ có thể ở một bên trợ uy. Qua 10 giây, tất cả các kinh mạch, khớp nối, thậm chí đan điền khí hải đều hứng chịu trọng thương, không chịu nổi nữa. Tiểu tiên giới xong rồi. Từ Côn Luân cảm thấy không ổn, chẳng những thần hồn không nhận ra mắt trận mà còn bị một luồng sức mạnh cổ quái cuốn lấy, lúc nào cũng có khả năng bị nuốt chửng. Quả nhiên, Từ Côn Luân cảm giác mắt như tối sầm lại, oanh một tiếng, trận pháp cuồng loạn, nhất thời trời đất sụp đổ. Không ổn rồi, mau cứu từ trưởng môn ra, nếu không, ông ấy sẽ bị trận pháp đè chết. Cứu cái gì mà cứu, ông ta thất bại rồi. Tiểu tiên giới xong rồi. Tất cả mọi người sẽ chết, còn cứu cái gì? Xong, xong rồi, tâm huyết mấy ngàn năm, đại đạo tu tiên đã xong hết thật rồi. Mọi người đều buồn rầu, ủ rũ, thậm chí khóc đều than trời trách đất,
không còn một chút phong phạm tu tiên giả. Đám hèn nhát các ngươi, cha ta liều mình cứu tiểu tiên giới, các ngươi lại thấy chết không cứu. Lúc này, mấy bóng người từ đằng xa bay đến, A Cửu dẫn đầu rơi xuống đất, mắng to hơn vạn tu tiên giả của tiên giới. Cứu thì có làm được gì, còn không phải sẽ chết sao? Dù sao cũng phải chết, cần chi phải lãng phí thời gian. Tiểu tiên giới sắp tiêu rồi, cứu cái rắm. A Cửu nghe được những lời này, tức đến mức phổi như muốn nổ tung, nhịn không được chửi ầm lên, các ngươi đúng là một đám phế vật. Khi cầu tiên đế vẫn còn, người nào cũng không dám lên tiếng. Bây giờ không còn tiên đế, các ngươi ngay cả dũng khí tiến vào trận pháp cũng không có. Có người giúp các ngươi gánh lấy trách nhiệm này, các ngươi lại lãnh huyết vô cùng, đúng là không bằng heo chó. A Cửu giống như một cây gai nhọn đâm vào từng người, người nào cũng thẹn quá hóa giận. Ngươi chỉ là một người ở hạ giới, có tư cách gì mà chỉ trích chúng ta? Đúng, nếu không phải tại các ngươi, làm sao tiên giới sụp đổ được? Đúng đấy, các ngươi phá hủy tiên giới, lại còn trách ngược chúng ta. Các đạo hữu, cho dù có chết, chúng ta cũng không thể tiện nghi cho đám người hạ giới này, giết chết nàng ta đi. Tất cả người hạ giới đều đáng chết. Nhất thời, hơn vạn người xúc động phẫn nộ không thôi, chửi A Cửu dùm beng. Dám mắng nữ nhân của ta, tất cả đều muốn chết. Hạ Thiên khó chịu trừng mắt, các ngươi giỏi nói thêm một câu nữa xem. Tất cả đều im lặng, bọn họ đều chứng kiến sự lợi hại của Hạ Thiên, tiên đế rất có thể cũng là do hắn giết. Bọn họ không dám chọc tên điên này. A Cửu khinh thường nói, quả nhiên chỉ biết lấn yếu sợ mạnh, tham sống sợ chết. Đám tu tiên giả các ngươi còn làm được cái gì? Đám người kia tức giận không thôi, đáng tiếc không ai dám mở miệng phản bác. Hạ Thiên, ngươi mau cứu ai đó đi. A Cửu cũng lười mắng tiếp, nói nhiều chỉ tổ lãng phí nước bọt mà thôi, đừng để ông ấy chết là được. Hạ Thiên mỉm cười, ra vẻ hồ đồ, Cửu nha đầu, nàng nói ai đó là ai? Ngươi đừng đánh trống lãng nữa, ngươi biết ta nói ai mà. A Cửu trừng mắt nhìn Hạ Thiên. Nhưng ta thật sự không biết nàng nói là ai mà. Hạ Thiên ôm Bạch Tiêm Tiêm, làm ra vẻ không biết, chẳng lẽ nàng muốn ta cứu Huyền Dương Tiên Đế? Không thể nào, bởi vì ông ta đã hình hồn câu diệt, tất cả vết tích đều biến mất sạch sẽ. Ngươi, A Cửu biết Hạ Thiên đang giả bộ, nàng hiểu tính tình của hắn, đành phải nhỏ giọng nói, chính là Từ Côn Luân, đừng để ông ấy chết, ta còn có chuyện muốn hỏi ông ấy. Thì ra là cứu ông ta. Cửu nha đầu, sao nàng không nói sớm? Hạ Thiên nhếch miệng, bây giờ nàng nói thì đã muộn. A Cửu không khỏi biến sắc, quay người nhìn Từ Côn Luân trong đại trận, ông ấy đã chết. Ta không phải nói không thể để ông ấy chết sao? Ngươi có biết ta còn có rất nhiều chuyện muốn hỏi ông ấy? Năm đó, tại sao ông ấy lại kết hôn với nương của ta? Vì sao lại vứt bỏ ta và nương? Còn nữa, vì sao? Cửu nha đầu, nàng đừng kích động. Hạ Thiên vội vàng khoát tay, ra hiệu A Cửu bình tĩnh lại, ta đâu có nói ông ta chết. Cho dù ông ta chết, chỉ cần hình hồn không bị câu diệt, ta cũng có thể cứu sống. Nàng đừng lo lắng. A Cửu lạnh lùng nói, con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta lo lắng cho ông ta? Hai con mắt ta đều nhìn thấy được. Hạ Thiên mỉm cười, sau đó di chuyển Từ Côn Luân từ trong trận pháp ra, ta đã sớm châm cho ông ta một châm rồi, có thể đảm bảo ông ta không chết. Bằng không, khi ông ta vừa mới tiến vào, ông ta đã bị ép thành cặn bã. A Cửu không khỏi giải thích, ta không phải lo lắng mà là ta cảm thấy loại nam cặn bã như ông ta cứ thế mà chết đi thì quá tiện nghi cho ông ta rồi. Cửu nha đầu, nàng nói đúng. Hạ Thiên cũng không xoay quanh vấn đề này nữa, đứng bên cạnh A Cửu. Ngươi cũng là cặn bã nam. A Cửu tức giận chừng Hạ Thiên. Hạ Thiên lắc đầu, vẻ mặt thành thật, Cửu nha đầu. Nàng nói sai rồi, ta không phải cặn bã nam, mà là ấm nam, suốt nam độc nhất vô nhị. Các ngươi đừng nói chuyện lạc đề nữa, cứu tiểu tiên giới trước rồi hãy nói. Bạch Tiêm Tiêm lên tiếng. A Cửu lấy lại tinh thần, nhìn thấy thiên ngoại thiên đã sập hơn nửa bên, nàng hơi luống cuống, Hạ Thiên, ngươi cứu tiểu tiên giới trước rồi nói. Việc nhỏ mà thôi, Hạ Thiên mỉm cười, giữ ngón tay lộ ra định hải thần châm đâm tới tứ tượng thần quang trận. Bành! Một châm này trực tiếp dẫn nổ tứ tượng thần quang trận. Ngươi đang làm gì thế? Trong số người vây xem cũng có người tu vi tương đối cao,
nhìn thấy hành động của Hạ Thiên, lập tức quát mắng, ngươi dám đâm nổ tứ tượng thần quang trận. Ngươi chê chúng ta chết không đủ nhanh, chết không đủ thảm sao? Đám hạ giới hèn hạ các ngươi chính là hung thủ hại chết chúng ta. Mau ngăn hắn lại, nếu không, chúng ta sẽ bị thần hồn câu diệt. Một đám đệ tử bình thường thất kinh kêu lên, sau đó vọt đến chỗ Hạ Thiên. Một đám ngớ ngẩn, Hạ Thiên không thèm để ý đến những người này, vẫn đâm một châm vào tứ tượng thần quang trận. Tứ tượng thần quang trận không chịu nổi, oanh một tiếng, ánh sáng màu trắng hừng hực chiếu sáng toàn bộ tiểu tiên giới. Bảy trọng thiên trên dưới từ buổi tối biến thành ban ngày, sau đó lại biến thành buổi tối tiếp. Bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, giống như sinh vật nào cũng chưa hề tồn tại. Qua một lúc lâu sau, rốt cuộc cũng có một giọng nói vang lên, bên trong giọng nói mang theo sự nghi hoặc và sợ hãi. Chúng ta chết rồi sao? Chắc là chết rồi, vừa rồi thần quang nổ tung, không ai cản nổi. Đúng vậy, tứ tượng thần quang trận phát nổ, chúng ta tuyệt không có khả năng sống sót. Nơi này chính là U Minh giới trong truyền thuyết sao? Nhìn rất hoang vu. Nhưng đại điện địa phủ sao nhìn quen quá? Chính là đại điện tiên đế. Làm sao có thể, chúng ta chết hẳn rồi, nơi này chính là địa phủ. Diêm quân ở trên, vội ý mạo phạm, đừng trách, đừng trách. Chấm. Mấy vạn đệ tử bình thường tiểu tiên giới dần dần khôi phục thần trí, nhưng vẻ nghi hoặc trên mặt lại càng nhiều hơn. Tất cả nhìn nhau, không ai hiểu chuyện gì xảy ra. Đừng ồn ào nữa. Nơi này vẫn là thiên ngoại thiên, Từ Côn Luân đã tỉnh lại, bất mãn nói, tất cả mọi người là tu tiên giả, tình huống nào mà chưa thấy qua, sợ cái gì? Là Từ trưởng môn. Từ trưởng môn, người đã cứu chúng ta sao? Đúng vậy, nhất định là vậy. Ngoại trừ ông ấy, tiên giới chúng ta còn có ai có thể làm được? Đa tạ ân cứu mạng của Từ trưởng môn. Nói như vậy, tiểu tiên giới đã không sao rồi. Đám người tiên giới chậm rãi xác định bọn họ còn sống, hơn nữa tiểu tiên giới cũng không sụp đổ như bọn họ dự đoán, không khỏi mừng như điên, lời cảm ơn Từ Côn Luân cũng phát ra từ tâm can. Các ngươi cảm ơn nhầm người rồi. Từ Côn Luân mỉm cười chua xót, cứu các ngươi chính là Hạ Thiên. Hắn trực tiếp phế đi tứ tượng thần quang trận, hoàn toàn cải tạo tiểu tiên giới. Từ nay về sau, tiểu tiên giới không còn cần tiên đế, không còn cần tứ tượng thần quang trận. Không cần tiên đế, không cần tứ tượng thần quang trận. Từ trưởng môn, lời này của ngươi rốt cuộc là có ý gì? Từ Côn Luân tức giận trừng mắt nhìn mọi người, bất mãn quát, không cần thì chính là không cần, chỗ nào nhiều vấn đề như vậy. Điều bây giờ các ngươi cần làm chính là cảm ơn Hạ Thiên, là hắn cứu tiểu tiên giới, là hắn cứu mạng các ngươi. Sau khi bị mắng, đám người kia thật sự được khai khiếu, nhưng sau khi nhìn xung quanh, bọn họ lại không phát hiện được bóng dáng của đám người Hạ Thiên, Hạ công tử đâu rồi. Từ Côn Luân liếc mắt, con mẹ nó ta làm sao biết được, các ngươi tự tìm đi. Chấm. Lúc này, Hạ Thiên tất nhiên đã mang theo A Cửu, còn có Bạch Tiêm Tiêm về lại đình viện. Hắn và Âm Hậu còn có chút ân oán nhỏ còn chưa giải quyết. Bây giờ có thể giải quyết chuyện giữa chúng ta chưa? Hạ Thiên khó chịu nhìn Âm Hậu đứng cách đó không xa. Âm Hậu nở nụ cười không được tự nhiên, ta và ngươi còn có chuyện gì chứ? Âm Hậu trước mắt đã không còn là Dạ Ngọc Mị, mà là cơ thể Âm Hậu, do Dạ Ngọc Mị cách không điều khiển mà thôi. Nàng hiểu rất rõ Hạ Thiên, tên sắc lang này chẳng những nhạy cảm, hơn nữa còn có thù tất báo. Nếu hắn biết Âm Hậu là nàng cải trang, về sau hắn nhất định sẽ làm phiền nàng không dứt. Ngay từ khi còn ở Sương Nguyệt Đảo, ta đã muốn đánh ngươi. Hạ Thiên nhếch miệng. Vô cùng khó chịu, ngươi còn dám bắt cửu nha đầu đến tiểu tiên giới, còn bắt ta làm cái này cái kia. Bây giờ ta đã làm xong, cửu nha đầu cũng không sao. Ngươi cảm thấy ngươi còn cần thiết tồn tại sao? Đương nhiên là không, Âm Hậu vẫn duy trì nụ cười quỷ dị, giang hai tay, ngươi có thể giết ta bất cứ lúc nào, ta không hề có một câu oán hận. Nàng đương nhiên không thể oán hận rồi. Hạ Thiên khó chịu trả lời, nàng vứt ở đây một khôi lỗi cho đủ số. Muội muội chân dài, nàng tưởng ta không biết nàng đang dở trò quỷ sao? Dạ Ngọc Mị đang núp trong bóng tối thở dài, quả nhiên vẫn không thể giấu giếm tên hỗn đản này, tuy nhiên, bây giờ có đánh chết nàng cũng không thể thừa nhận. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Sắc mặt Âm Hậu cứng đờ,
đáp lại, muốn giết thì nhanh lên một chút. Không giết, ta còn chuyện khác cần làm, không rảnh ở đây nói chuyện phiếm với ngươi. Muội muội chân dài, nàng muốn bị đánh đúng không? Hạ Thiên mở to mắt, giữ ngón tay lộ ra ngân châm, nàng có tin ta đâm nàng một châm khiến cho nàng ngoan ngoãn nghe lời không? Dạ Ngọc Mị lười nói thêm câu nào, khống chế âm hậu diễn lời kịch sau cùng, Hạ Thiên, ngươi xác thực rất lợi hại, ta cũng không nghĩ đến ngươi có thể trong vòng 2 ngày đánh bại đám trưởng môn, còn phá luôn tứ tượng thần quang trận. Ta thừa nhận ta thua, nhưng ta cũng thắng. Thật ra ta và Huyền Dương Tiên Đế có thù, chỉ là ta mượn tay ngươi diệt trừ ông ta mà thôi. Bây giờ mục đích của ta đã đạt được, chết cũng không tiếc. Nói xong, âm hậu lấy một viên thuốc từ trong ngực ra, nuốt vào trong bụng. Ta không nói cho nàng chết mà. Hạ Thiên nhếch miệng, giữ ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một ngân châm chui vào trong mi tâm âm hậu. Phốc! Âm hậu há miệng phun ra viên thuốc, gương mặt lộ vẻ khó hiểu. Được rồi, muội muội chân dài, nếu nàng đã thích chơi, chúng ta tiếp tục chơi tiếp. Hạ Thiên hờ hững nói, nàng giữ lại âm hậu đi, sử dụng thế thân này cũng tốt mà. Âm hậu lạnh lùng nói, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Được rồi, Hạ Thiên khoát tay, nàng có thể đi. A Cửu và Bạch Tiêm Tiêm vẫn luôn đứng bên cạnh nhìn. Lúc này, A Cửu nhìn không được liền nói với Hạ Thiên, nàng ta đã hại Y tỷ tỷ mấy lần, từ nhỏ đã chèn ép chúng ta, ngươi cứ như vậy mà thả nàng ta đi. Hạ Thiên nghiêng đầu nhìn A Cửu, nàng cũng đừng diễn nữa. Nàng có biết kỹ xảo của nàng kém lắm không? Ngươi đánh giám, kỹ xảo của ngươi mới là kém đấy. A Cửu vô thức phản bác, sau đó lấy lại tinh thần, ai đóng kịch chứ? Ta đang cảm thấy khó chịu vì nữ nhân này làm chuyện ác nhiều vô cùng, ngươi còn thả nàng ta đi. Hạ Thiên đi lướt qua A Cửu, nói với Bạch Tiêm Tiêm, vợ Tiêm Tiêm, nàng có muốn âm hậu chết không? Mặc dù động cơ âm hậu bồi dưỡng huyền âm tộc không thuần nhưng nàng ấy đối với tộc nhân vẫn không tệ. Bạch Tiêm Tiêm trải qua suy nghĩ thật kỹ, chậm rãi nói, nếu không có nàng ấy, huyền âm tộc đã sớm bị diệt tộc. Cho nên, ta không có tư cách xử lý nàng ấy. Nàng ấy chết, chúng ta sẽ tưởng nhớ nàng ấy. Nàng ấy sống, chúng ta từ đây không ai nợ ai. Được, vậy ta tha cho nàng ấy một lần. Hạ Thiên khoát tay với âm hậu, nàng còn không đi, chẳng lẽ còn chờ ở đây ăn cơm. Âm hậu cười khẽ một tiếng, cũng không tiếp tục ra mồm, quay người biến mất. Hạ Thiên bỗng nhiên cười nói, nơi này không còn chuyện gì nữa. Cửu nha đầu, vợ Tiêm Tiêm, chúng ta về Giang Hải đi. Bạch Tiêm Tiêm ngược lại không quan trọng, đi đâu cũng được. Gương mặt A Cửu lại hiện lên sự do dự, hiển nhiên đang lo lắng mối quan hệ với Tử Côn Luân. Cửu nha đầu, nàng không cần suy nghĩ nhiều. Nàng muốn nhận thì nhận, không muốn nhận thì không nhận. Hạ Thiên thuận miệng khuyên A Cửu một câu, dù sao cũng còn nhiều thời gian. Nàng muốn nhận, đến lúc đó lại đến tiểu tiên giới tìm ông ta. Ai muốn nhận ông ta? A Cửu hừ lạnh một tiếng, khoanh tay nói, từ nhỏ ta đã là cô nhi, không cha không mẹ, dựa vào cái gì đột nhiên xuất hiện một nam nhân trung niên đòi làm cha ta chứ? Hạ Thiên mỉm cười nói, Cửu nha đầu, thật ra trong lòng nàng đã muốn nhận ông ta. Nàng vẫn luôn mong đợi tình thương của một người cha. Có vài lần, nàng nhịn không được muốn gọi ta là cha mà. Hạ Thiên, ngươi câm miệng cho ta. Gương mặt xinh đẹp của A Cửu đỏ bừng lên, giận không chịu được, ngươi còn nói hưu nói vượn nữa, ta đạp chết ngươi. Bạch Tiêm Tiêm khó hiểu nhìn hai người, tại sao hai người này lại cãi vã nhau. Dưới cái nhìn của nàng, gọi cha thì gọi cha, có gì ghê gớm đâu, Hạ Thiên là tộc trưởng huyền âm tộc, luận bối phận gọi cha hoàn toàn không có vấn đề. Khả năng Cửu tỷ tỷ thấy tuổi tác bọn họ không thua kém nhau nhiều, bí mật gọi thì được. Nhưng công khai gọi thì hơi bị mất mặt. Được rồi, Cửu nha đầu, đừng làm rộn nữa, chúng ta về Giang Hải thôi. Hạ Thiên và A Cửu làm loạn với nhau một hồi, sau đó một tay ôm lấy nàng, nói ta hơi nhớ vợ Y Y, nàng ấy vẫn luôn lo lắng cho nàng. Lúc này, A Cửu mới ngừng dãy giụa, nàng cũng nhớ Y Tiểu Âm, nơi này cũng không còn việc gì rồi, về thì về thôi. Sư tôn, hai vị sư nương, mọi người khoan đi đã. Trong lúc ba người quyết định rời khỏi tiểu tiên giới trở về Giang Hải, một giọng nói từ đằng xa truyền đến. Sư tôn, A Cửu sửng sốt,
hỏi Hạ Thiên, không phải chàng chỉ có một mình Triệu Thanh Thanh là đồ đệ thôi sao? Hạ Thiên nghe được giọng nói này, liền biết được chuyện gì xảy ra, gương mặt lập tức hiện lên sự phiền chán, là một lão đầu, ông ta nhất định phải quỳ xuống làm đồ đệ của ta còn chưa đồng ý. A Cửu càng thêm nghi hoặc, lão đầu. Không bao lâu sau, chỉ thấy một chiếc phi thuyền hoành không bay đến, bên trên ngồi không ít người, trong đó còn có mấy gương mặt quen thuộc. Ngồi đằng trước nhất chính là Ngô Bách Trương. Sư tôn, hai vị sư nương, liệt đồ Ngô Bách Trương đến đây chào hỏi. Ngô Bách Trương dừng phi thuyền trước mặt ba người Hạ Thiên, sau đó khom người cúi đầu, vẩy bào định quỳ xuống. Hạ Thiên nhìn Ngô Bách Trương, khó chịu nói, ta cũng không có nói nhận ngươi làm đồ đệ, ngươi đừng tự cho là đúng như vậy. Ta cũng đã nói, chúng ta có những ý kiến khác biệt nhau. Ngô Bách Trương một chút cũng không lùi bước ở phương diện này, ta nói này, đây là ta tự nguyện, ngươi không đồng ý, ta cũng vẫn xem ngươi là sư tôn. Nói thẳng đi, ngươi muốn làm gì? Hạ Thiên cũng không muốn loanh quanh vấn đề này, trực tiếp hỏi. Ngô Bách Trương cũng không trả lời, ném ánh mắt cho đám người Tiêu Diễm Diễm, Hỏa Cửu Linh sau lưng. Mặc dù đến chậm một bước, nhưng bọn họ đã chuẩn bị phương án từ trước. Ngô Bách Trương lập tức nằm dạp xuống, cao giọng hát vang, đệ tử, trưởng môn Tập Tiên Viện Ngô Bách Trương, nguyện tôn Hạ Thiên làm tiên đế, từ đây thống lĩnh tiên giới, thiên thu vạn đại. Thuộc hạ Hỏa Cửu Linh Bồng Lai Phúc Địa, nguyện tôn Hạ Thiên làm tiên đế, từ đây thống lĩnh tiên giới, thiên thu vạn đại. Tiêu gia Tiêu Diễm Diễm, nguyện tôn Hạ Thiên làm. Trưởng lão Đại Thánh Tông Tiêu Chính Dương, nguyện tôn Hạ Thiên làm. Không bao lâu sau, rất nhiều người đồng loạt quỳ xuống, tất cả đều tôn Hạ Thiên làm tiên đế tân nhiệm, thái độ cực kỳ thành khẩn, tuyệt không giả dối. Cái gì tiên đế, thần đế, ta chẳng cảm thấy hứng thú. Hạ Thiên đương nhiên một chút cũng không cảm thấy hứng thú với chức vị tiên đế gì cả, ngược lại còn cảm thấy nó rất phiền phức. Nhìn đám người đang quỳ trước mặt, tâm trạng của hắn cực kỳ khó chịu, bây giờ ta chỉ muốn cùng với Cửu Nha Đầu và vợ Tiêm Tiêm về Giang Hải, các ngươi đừng cản đường ta, nếu không, ta đánh các ngươi đấy. Sư tôn, cấp bậc xâm nghiêm của tiên giới lúc trước đã mục nát không chịu nổi. Mấy vạn tu tiên giả tấn thăng cảnh giới đều bị tặc tử Huyền Dương khống chế. Ngô Bách Trương than thở, khóc lóc, gần ngàn năm qua, tiên giới thậm chí còn không có nổi một kim đan kỳ. Tình huống này xúc phạm đến hai chữ tiên giới. Chỉ là tu vi Huyền Dương tiên đế cao thâm, chúng ta khổ không thể tả, nhưng cũng bất lực phản kháng. Nói xong, giọng nói của ông ta đột nhiên cao vút lên, nhiệt lệ tung hoành, nhưng sư tôn vừa đến đã chém giết kẻ phản loạn, chu diệt Huyền Dương, giải thoát tu tiên giả tiên giới khỏi tình huống nước sôi lửa bỏng, gông cùm xiềng xích. Tuy nhiên, tiên giới đang băng loạn, đang rất cần đại năng tu sửa cách tân mới có thể trọng trấn huy hoàng. Người này được trời ưu ái, tu vi cao thâm, khí lượng hùng vĩ, xuất khí vô song. Người do trời chọn, ngoại trừ sư tôn thì không còn người nào nữa. Xin sư tôn đừng từ chối, hãy cứu lấy chúng ta, cứu lấy tiên giới. Hãy cứu chúng ta, hãy cứu tiên giới. Những người đang quỳ đằng sau cũng dập đầu hô to. Hạ Thiên chỉ cười, chỉ vào Ngô Bách Trương, lão đầu nhi, ngươi nói nghe hay lắm. Nhưng vuốt mông ngựa mà còn có đạo đức hoàn toàn vô dụng đối với ta. Ta không hứng thì chính là không hứng, ngươi cút sang một bên nhanh. Sư tôn, chẳng lẽ ngươi không để ý đến chúng ta sao? Ngô Bách Trương thấy chiêu này không có hiệu quả, lập tức thay đổi sắc mặt, lộ ra vẻ đáng thương của tuổi già, bây giờ tiên giới bị tàn phá, thần quang vỡ nát, linh khí tán loạn. Nếu không có một vị đại năng dẫn đầu, chỉ sợ tiên giới không chống đỡ được mấy năm đã bị phế đi. Đến lúc đó, nó cũng chẳng có gì khác biệt với trái đất bên dưới. Thế thì không được tốt cho lắm. Hạ Thiên nhếch miệng, cũng không có quy định đó mà. Nơi này của các ngươi không phải cao hơn trái đất một bậc sao? Ngô Bách Trương cười khổ, nói với Hạ Thiên, sư tôn, ngươi có thể không biết, thật ra tiên giới là chỗ tránh nạn sau cùng của trái đất. Nếu nơi này mất đi hiệu lực, tương lai có ngoại địch xâm lấn, người trái đất có thể sẽ nghênh đón diệt vong. Ai nói với ngươi như thế? Hạ Thiên nghe xong, thoáng có chút hứng thú. Bởi vì ý trong lời nói của Ngô Bách Trương rõ ràng ám chỉ liên minh tu tiên, nhưng với tu vi của ông ta không thể nào biết được sự tồn tại của liên minh tu tiên. Ngô Bách Trương còn đang thao thao bất tuyệt, kết quả bị Hạ Thiên hỏi lại một câu,
nhất thời ngẩn ra, nghi ngờ hỏi, sư tôn muốn nói câu nào? Ngoại địch xâm lấn, trái đất diệt vong. A Cửu rất nhanh cũng đoán được tin tức ẩn tàng bên trong, liền hỏi thay Hạ Thiên, là ai nói cho người biết? Điều này rất quan trọng sao? Ngô Bách Trương cũng cảm thấy nghi hoặc, bởi vì ông ta nói như vậy chẳng qua chỉ muốn giữ Hạ Thiên lại tiên giới mà thôi, ta chỉ là thuận miệng nói mà thôi. Hạ Thiên lắc đầu, vẻ mặt thành thật nhìn chằm chằm vào mắt Ngô Bách Trương, lời ngươi nói chỉ là vô tình, nhưng điều này đại diện tiềm thức của ngươi, nói rõ ngươi đã nghe qua lời tương tự vào một lúc nào đó hoặc đã trải qua chuyện như vậy. Ta đích thật không nhớ rõ. Ngô Bách Trương cau mày suy nghĩ, cuối cùng lại lắc đầu, vô thức nói sang chuyện khác, sư tôn, chúng ta nên nói tiếp chuyện tiên giới đi. Nếu không có ngươi chủ trì, tiên giới thật sự không chịu đựng nổi, chẳng mấy chốc sẽ trở thành một nơi bình thường, không còn tác dụng nữa. Ta đã nói từ trước, ta hoàn toàn không có hứng thú với tiên đế, thần đế gì cả. Hạ Thiên tùy ý nói, nếu ngươi muốn làm thì ngươi hãy tự mình đi làm, không được thì để Từ Côn Luân kia làm. Không phải ông ta rất muốn làm tiên đế hay sao? Không, ta không muốn làm. Lúc này, Từ Côn Luân cũng mang theo đệ tử tiên giới khác chạy đến. Khi A Cửu nhìn thấy Từ Côn Luân, biểu hiện trở nên phức tạp, nhưng cũng không để lộ ra, nhẹ nhàng im lặng. Từ Côn Luân đến bên cạnh Hạ Thiên, không chút do dự quỳ xuống, vô cùng cung kính, cảm ơn ngươi đã cứu mạng ta, cũng cảm ơn ngươi để cho ta nhìn thấy rõ, ta đích thật không xứng với vị trí tiên đế. Tiếp theo, ông ta lại càng thêm phục tùng, trưởng môn Ly Hỏa Tiên Phái Từ Côn Luân xuất toàn bộ đệ tử nguyện tôn Hạ Thiên làm tiên đế, từ đây cả đời đi theo, tuyệt không đổi ý. Một đám đệ tử sau lưng Từ Côn Luân, có Ly Hỏa Tiên Phái, cũng có trọng thiên khác, tất cả đều quỳ xuống, cùng nhau hô to, nguyện cả đời đi theo, tuyệt không đổi ý. Lần này, gần như tất cả thế lực tiểu tiên giới đều tâm phục khẩu phục Hạ Thiên, thật tâm thật ý muốn hắn làm chủ tiên giới này. Tuy nhiên, bọn họ chọn sai người rồi. Hạ Thiên không thích phiền phức, cũng rất chán ghét bị bức hiếp. Mặc kệ là uy hiếp vũ lực hay bắt cóc đạo đức, hắn đều không thích. Trong tất cả mọi người, hiểu Hạ Thiên nhất không ai qua A Cửu. Lúc trước, nàng để Mặc Dạ Ngọc Mị hành động, bởi vì chủ tiên giới đích thật không ai có thể hơn được Hạ Thiên. Hắn không chỉ là người lựa chọn tốt nhất ở tiên giới mà còn ở trái đất. Là nữ nhân của Hạ Thiên. Bọn họ cũng sẽ có được lợi ích to lớn. Hạ Thiên, người đừng vội từ chối. A Cửu kéo Hạ Thiên một cái, nhẹ giọng nói, ta có mấy lời muốn nói với ngươi, ngươi sang bên kia nói chuyện với ta. Hạ Thiên đáp lại, Cửu nha đầu, nàng có gì thì cứ nói thẳng, khách sáo với ta như vậy làm gì? Sự việc rất quan trọng, ta bảo ngươi sang thì ngươi cứ sang. A Cửu bước đến một cái góc không xa, trừng mắt với Hạ Thiên. Hạ Thiên chậm rãi bước đến, ôm lấy eo A Cửu, có chuyện gì thì nàng cứ nói. Thật ra ta cảm thấy ngươi không ngại cứ đồng ý với bọn họ trước. A Cửu nói xong, bỗng nhiên dừng lại 2-3 giây, hình như đang tìm từ ngữ, sau đó nói tiếp, bất kể thế nào, tiểu tiên giới là một địa phương tương đối an toàn. Ngươi nắm nó trong tay, chúng ta có thể ứng đối với một số tình trạng khẩn cấp. Hạ Thiên khinh thường nói, Cửu nha đầu, ngươi suy nghĩ nhiều quá rồi. Có ta ở đây, sẽ không có tình trạng khẩn cấp gì đâu. Ngươi mới suy nghĩ nhiều đấy. A Cửu khó chịu lườm hắn một cái, ngươi hãy nghe ta nói hết đã. Nếu ngươi còn chen ngang, ta đánh ngươi đấy. Hạ Thiên chứng chạc nói, ta không có xen vào. Ngươi, im miệng đi. A Cửu liên tưởng đến một số hình ảnh không thích hợp với thiếu nữ, không khỏi trừng mắt với Hạ Thiên, ta đang nói chuyện một cách nghiêm chỉnh, địch nhân của chúng ta chính là Liên Minh Tu Tiên. Đây là một tổ chức vô cùng to lớn. Dựa vào ngươi, cộng thêm mấy người chúng ta, nhất định là không đủ. Ngươi nắm tiểu tiên giới trong tay, coi như căn cứ bồi dưỡng tu tiên giả. Đến lúc đó, ngươi đều là của chúng ta. Ngươi cũng không hy vọng khi chúng ta chinh chiến Liên Minh Tu Tiên, trái đất bị người khác tiêu diệt sao? Cửu nha đầu, mấy lời này không phải do nàng nghĩ ra. Hạ Thiên nhìn A Cửu. Có chút mất hứng, có phải muội muội chân dài dậy nàng nói như vậy không? A Cửu thấy Hạ Thiên phát hiện ra, lập tức nhớ đến câu đánh giá kỹ năng diễn xuất kém, giận không chỗ phát tiết, ngươi quan tâm làm gì, ngươi chỉ nói có làm được hay không? Được thôi, Hạ Thiên vẫn khá dung túng các bà vợ của mình, nhưng đối với những chuyện mang tính nguyên tắc,
hắn sẽ không tùy tiện nhượng bộ, nhưng ta thật sự không hứng thú với vị trí tiên đế đó. Như vậy đi, cửu nha đầu, chỉ bằng nàng làm tiên đế đi. Ta cửu ngẩn người, tiên đế đấy, người đang nói đùa gì vậy? Hạ Thiên mỉm cười nói, ta không có nói đùa, vì sao nàng không thể làm tiên đế chứ? Có ai quy định tiên đế chỉ có thể là nam mà không phải là nữ? Hơn nữa, nàng còn lợi hại hơn so với bọn họ nhiều. Ta không được đâu, A Cửu lắc đầu, do dự nói, ở đây có nhiều người có cảnh giới cao hơn ta đoán chừng ép không được bọn họ đâu. Cảnh giới cao thì làm được gì? Hạ Thiên nhếch miệng khinh thường, bây giờ ta cũng chỉ có kim đan kỳ, nhưng vẫn nghiền ép bọn họ như thường. Nàng là nữ nhân của ta, sao có thể sợ đầu sợ đuôi được? Cứ quyết định như vậy đi. Nhưng mà, A Cửu đang định nói tiếp cái gì đó. Hạ Thiên đã quay người bước đến chỗ đám người Ngô Bách Trương. Ngô Bách Trương và Từ Côn Luân liếc nhìn nhau, cùng nghĩ cách làm thế nào đẩy Hạ Thiên lên vị trí tiên đế. Ta không làm tiên đế đâu, các ngươi đừng lãng phí thời gian. Hạ Thiên biết bọn họ đang suy nghĩ chuyện gì, lập tức phá hỏng suy nghĩ của hai người. Ngô Bách Trương ôm ngực, làm bộ đau lòng, hai, tiên giới sắp lưu lạc rồi. Từ Côn Luân cũng thở dài không thôi, Hạ Thiên. Nếu ngươi không làm tiên đế, thế gian sợ không ai có tư cách này. Ta không làm tiên đế, nhưng ta có thể sắp xếp một người làm. Hạ Thiên mỉm cười nói. Ngô Bách Trương nghe xong, vô thức nhìn Từ Côn Luân, âm thầm cảm thán. Tại sao ta lại không có một đứa con gái xinh đẹp như hoa nhỉ, nhưng ngoài miệng vẫn hỏi, không biết sư tôn đề cử là người nào. Đúng vậy, người đó là ai, mong ngươi chỉ rõ. Từ Côn Luân cũng có chút kích động hẳn lên, tuy nói ông ta biết được mình không có khả năng đảm đương nổi trách nhiệm tiên đế, nhưng nếu Hạ Thiên nâng đỡ ông ta thượng vị, vậy thì khác rồi. Hạ Thiên lười biếng duỗi một đầu ngón tay, chỉ vào Từ Côn Luân, người này đương nhiên chính là ngươi. Từ Côn Luân không khỏi vui mừng quá đỗi, đang định bái tạ Hạ Thiên, ngón tay Hạ Thiên lại rời đi, chỉ về phía A Cửu đang đứng, con gái của ngươi, cũng chính là vợ của ta, Cửu nha đầu. Để nàng ấy làm tiên đế vậy. Ngươi nói để Tú Nhi làm tiên đế. Từ Côn Luân mở to mắt, gương mặt khó tin. Ngô Bách Trương cũng cảm thấy ngoài ý muốn, vô thức nói, từ khi tiên giới được thành lập đến nay, cho đến bây giờ không hề có nữ nhân đăng lâm vị trí tiên đế, thậm chí chức trưởng môn cũng đều. Ngươi có ý kiến? Hạ Thiên bất mãn hỏi. Ngô Bách Trương đổ mồ lạnh ướt sũng cả người, khí hải đan điền thiếu chút nữa nổ tung. Vội vàng lắc đầu, không dám. Tu vi sư nương cao thâm, cũng là người tiên giới, ngồi lên vị trí tiên đế tất nhiên là dư xài. Ta cũng đồng ý, Từ Côn Luân do dự 2 giây, sau đó cũng gật đầu. Hai vị trưởng môn đều đồng ý, những người còn lại tất nhiên không có ý kiến, bởi vì bọn họ hoàn toàn không có tư cách phản đối, vô cùng ăn ý chấp nhận sắp xếp của Hạ Thiên. Ta phản đối. Lúc này, một tiếng quát lạnh vang lên. Phá vỡ sự ăn ý đó. A Cửu suy đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy hành động này của Hạ Thiên có chút thiếu sót, đồng thời cũng bởi vì nàng không có đủ tự tin với bản thân mình. Sự tự ti này nó đã cắm rễ sâu trong lòng nàng từ khi còn bé. Khi đó, nàng và nhóm người y tiểu âm được âm y môn bồi dưỡng, nhưng nàng lại không hề có thiên phú về phương diện y thuật. Cho nên nàng đã bị môn chủ từ bỏ, trở thành thị nữ cho y tiểu âm. Cho dù y tiểu âm đối xử với nàng như tỉ muội, cũng chưa từng có hành động vinh mặt hất hàm sai khiến nàng, nhưng âm y môn tận lực tạo nên sự khác biệt chủ tớ, vẫn tạo thành sự tổn thương không nhẹ cho tâm linh của nàng. Mặc dù y tiểu âm vẫn luôn giúp nàng thoát khỏi điều đó, mặc dù Hạ Thiên gọi nàng là cửu nha đầu nhưng cũng không bao giờ xem thường nàng. Tuy nhiên, khi sự việc lâm đầu, A Cửu bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi. Khi lần đầu tiên y tiểu âm giải trừ minh xác quan hệ chủ tớ, nàng cũng cảm nhận được sự mờ mịt. Ban đầu, nàng cho rằng mình đã thoát ra được, nhưng bây giờ nàng thật sự có chút khiếp đảm. Ta không được, ta thật sự không được. A Cửu nhìn Hạ Thiên, ánh mắt tràn ngập sự cầu xin giúp đỡ, ngươi đừng ép ta có được hay không. Hạ Thiên nắm lấy tay A Cửu, cười nói, cửu nha đầu, nàng nhìn thì cứ tưởng gan lớn, thật ra trong lòng nàng vẫn còn e sợ, nhưng không sao. Nàng là nữ nhân của ta, không có gì phải sợ. Ta nói nàng làm được, nàng nhất định có thể làm được. A Cửu vẫn còn lo lắng, cảm giác bất an mơ hồ như vậy khiến cho nàng vô thức muốn thoát ra,
nhưng nàng biết trốn tránh hoàn toàn không giải quyết được vấn đề. Nàng thậm chí hoài nghi không biết lần trước nàng có được dũng khí là như thế nào. Lần đó có nhưng lần này lại không có. Đây chính là vị trí tiên đế, chúa tể một giới, trong tay nắm giữ sinh tử của mấy vạn tu tiên giả, còn liên lụy đại cục đối kháng liên minh tu tiên trong tương lai. Nàng sợ mình làm không được. Hạ Thiên rót một tia linh khí băng hỏa vào cơ thể A Cửu, nói tiếp: Cửu nha đầu, nàng nhất định có thể. Đây là ta nói. Ta thật có thể chứ? A Cửu chịu ảnh hưởng của băng hỏa linh khí, cảm giác sợ hãi mơ hồ thối lui, lý trí một lần nữa chiếm thượng phong. Cửu nha đầu, nàng không tin mình, chẳng lẽ nàng còn không tin ta sao? Hạ Thiên thành thật nói, nàng thấy ta có nói sai bao giờ không? Nàng đừng hoài nghi mình nữa, đằng sau lưng nàng còn có ta. A Cửu rốt cuộc cũng bình tĩnh trở lại, tâm ma sợ hãi cũng biến mất, nhưng lông mày của nàng chậm rãi cau lại, ngươi có thể đừng nắm lấy hết mọi cơ hội chiếm tiện nghi của ta không? Hạ Thiên tuyệt không cảm thấy xấu hổ, hai tay thản nhiên di chuyển bên trong áo A Cửu, nói như đương nhiên, Cửu nha đầu, nàng là vợ của ta, đây là giao lưu bình thường, sao có thể nói là chiếm tiện nghi được? Biến. A Cửu đẩy bàn tay đang vuốt ve của Hạ Thiên ra, ta có thể làm tiên đế, nhưng một mình ta thì làm không nổi. Điều này cũng dễ xử lý thôi mà. Hạ Thiên tuyệt không cảm thấy có việc gì khó, thuận miệng nói, như vậy đi, vợ Tiêm Tiêm cùng làm tiên đế với nàng. Nàng ấy còn muốn rời tộc nhân của mình đến tiểu tiên giới. Mọi người cùng nhau làm thôi. A Cửu nhìn Bạch Tiêm Tiêm, nghiêm túc hỏi, Tiêm Tiêm, ý của ngươi như thế nào? Ta nghe theo Thiên ca ca. Bạch Tiêm Tiêm ngược lại không do dự, hiển nhiên nàng không có khái niệm quá lớn đối với cái gì là tiên đế. Nàng cảm thấy chỉ cần thay Hạ Thiên làm việc, làm cái gì cũng được. Hạ Thiên thỏa mãn gật đầu, nói với A Cửu, nàng nhìn đi, vợ Tiêm Tiêm ngoan hơn nhiều. Cửu nha đầu nàng còn cần phải học nhiều hơn. Ta học cái đầu ngươi đấy. A Cửu tức giận lườm hắn một cái, ta đang suy nghĩ cho công việc. Đương nhiên là nghĩ cho công việc rồi. Hạ Thiên cười nói, chẳng lẽ Cửu nha đầu nàng đang nghĩ chuyện xấu. A Cửu biết tên lưu manh này lại bắt đầu, không thèm để ý đến hắn nữa, quay sang nói với đám người Ngô Bách Trương, các ngươi đứng lên trước đi, không cần quỳ nữa. Về sau, ta và Tiêm Tiêm chính là chủ nhân tiên giới. Bây giờ, nếu các ngươi ai có ý kiến thì cứ việc nói. Qua lúc này rồi, nếu còn ý kiến nữa, người đó sẽ bị xem là phản loạn. Ta không có ý kiến. Ngô Bách Trương chậm rãi đứng dậy, nhưng lại tỏ thái độ trước. Hai vị cô nương có thể làm chủ tiên giới cũng là phúc khí của chúng ta, tại sao chúng ta lại có ý kiến chứ? Từ Côn Luân cũng đứng dậy. Ông đương nhiên sẽ không phản đối con gái của mình, ngược lại còn phải thay nó nghĩ cách trấn áp cục diện. Vậy là được rồi, việc cấp bách bây giờ chính là chỉnh đốn tiên giới một chút. Một khi A Cửu đã đưa ra quyết định, hành động của nàng chính là lôi lệ phong hành, không thích dây dưa dài dòng, trực tiếp hạ lệnh, Ngô trưởng môn, còn có Từ trưởng môn, cộng thêm. A Cửu nhìn đám người Hỏa Cửu Linh và Tiêu Diễm Diễm. Nàng chỉ biết Tiêu Diễm Diễm, nhưng vừa rồi nàng đã nghe qua bọn họ báo danh, đối với Hỏa Cửu Linh cũng có chút ấn tượng, hai người các ngươi ở lại, những người khác giải tán. Đám đệ tử tiên giới không khỏi nhìn nhau, gương mặt hiện lên sự do dự. Thế nào? Nhanh như vậy đã không chịu nghe lệnh, A Cửu thản nhiên nói, hay tiên đế chính là khôi lỗi do các ngươi đẩy ra. Giải tán, tất cả giải tán, còn đứng đó làm gì? Từ Côn Luân nổi giận quát những người xung quanh, các ngươi trở về tông môn của mình thu dọn. Khi tiên giới sụp đổ, nhất định cũng có người bị thương, phòng ốc bị hao tổn, tất cả trở về xử lý đi. Ngô Bách Trương cũng đưa tay quát với người bên dưới, hai vị sư nương chính là chủ của tiên giới. Các ngươi tốt nhất nên tuân theo mệnh lệnh của hai nàng, không được chống lại, tất cả đều trở về đi. Không bao lâu sau, rất nhiều đệ tử đang tập trung ở thiên ngoại thiên dưới sự dẫn đầu của trưởng lão tông môn lần lượt tản đi. Được rồi, bọn họ đều đã giải tán, sư nương có gì phân phó thì cứ việc nói. Ngô Bách Trương Thành khẩn hỏi. A Cửu thật sự không quen được một lão đầu tử gọi bằng sư nương, ngươi đừng có gọi ta như vậy, nghe rất khó chịu. Gọi là bệ hạ nhé. Ngô Bách Trương hỏi tiếp. Đừng, A Cửu lại càng không thích xưng hô này. Nàng suy nghĩ một chút mới nói, xưng hô cái gì thật ra không quan trọng, các ngươi tùy ý là tốt rồi. Không được, quy củ không thể loạn.
Tuổi tác của Ngô Bách Trương khá cao, vô cùng đặt nặng phương diện này. Ông ta cảm thấy nên có một tôn xưng cho chính xác, nếu không, chẳng phải loạn tôn ti trật tự sao. Thật ra, người khó xử nhất chính là Từ Côn Luân. Ông ta là cha của A Cửu, nhưng đến bây giờ A Cửu còn chưa nhận ông. Nếu tôn xưng được định, ông thật sự không thể gọi được. Ta nói tùy tiện thì cứ tùy tiện, nếu ngươi có ý kiến thì quên đi. Ngô Bách Trương vô thức liếc nhìn Hạ Thiên, hiển nhiên muốn trưng cầu ý kiến của hắn. Nhìn ta làm gì, tất cả ở đây đều do Cửu nha đầu và vợ Tiêm Tiêm định đoạt. Hạ Thiên nhìn Ngô Bách Trương, bất mãn nói. Bạch Tiêm Tiêm lên tiếng, chỉ bằng mọi người thảo luận với nhau đi. Ta thấy mọi người không cần đắn đo chuyện xưng hô gì, địa vị gì. Mọi người đã sớm biết rõ trong lòng, không cần tận lực biểu hiện ra ngoài làm gì. Tiêu Diễm Diễm và Bạch Tiêm Tiêm đều là người quen cũ của A Cửu, nàng tất nhiên là người hưởng ứng đầu tiên, tuy nhiên, A Cửu và Tiêm Tiêm đã là chủ của tiên giới, gọi thẳng tên nhất định là không được. Ngươi không thích gọi là tiên đế, vậy thì gọi là tiên tử đi. Xin chào Bạch Tiên Tử và Từ Tiên Tử. Cũng tốt, Ngô Bách Trương gật đầu. Từ Côn Luân thở phào nhẹ nhõm. A Cửu ý vị thâm trường nhìn Tiêu Diễm Diễm, cũng không lên tiếng phản đối, cứ như vậy đi, không cần lãng phí thời gian cho vấn đề này. Tuy nhiên, có một xưng hô cần phải sửa đổi một chút. Ngô Bách Trương nghiêm túc nói. Tiêu Diễm Diễm không vui nhìn Ngô Bách Trương, thấp giọng nói, khó lắm mới lật thiên được, ngươi còn muốn làm gì? Danh tự của tiên giới đã không còn thích hợp nữa. Ngô Bách Trương vô cùng nghiêm túc, nơi này được gọi là tiên giới, bởi vì trong bổn danh tiên đế đời thứ nhất mang chữ tiên, nhưng bên ngoài vẫn luôn gọi nơi này là tiểu tiên giới, là vì nó tồn tại tiên giới thật sự. Hiện tại, chủ nơi này là sư tôn Hạ Thiên, bất luận tiên giới hay là tiểu tiên giới đều không còn thích hợp nữa. Chỉ một cái tên thôi mà, quan trọng như vậy sao? Tiêu Diễm Diễm có chút không hiểu. Cổ ngữ có nói, danh không chính tất ngôn không thuận. Ngô Bách Trương nhiều kinh nghiệm, cho nên ông biết rất rõ tầm quan trọng của tên, chỉ cần nơi này một ngày gọi là tiên giới, ý chí tiên đế lưu lại lúc trước sẽ không đoạn. Đây chính là sức mạnh của tên. A Cửu biết những người này vẫn chưa hoàn toàn phục nàng, nàng đành phải nhìn Hạ Thiên, người mau chọn một cái tên đi, người cũng không muốn chậm trễ thời gian nữa đúng không? Nếu đã như vậy, từ đây gọi là thiên giới đi. Hạ Thiên lười biếng nói. Thiên giới, Ngô Bách Trương suy nghĩ lại một chút, sau đó cười nói, được, vậy thì gọi thiên giới. Từ Côn Luân nhẹ gật đầu, nơi này treo trên trái đất, gọi thiên giới cũng hợp tình hợp lý. Tiêu Diễm Diễm cảm thấy cái tên này cũng chẳng khác gì tiên giới trước kia, nhưng nếu Hạ Thiên đã lấy, hiển nhiên cũng muốn giải quyết dứt khoát. Tiên đế cũng đã định, tên cũng đã lấy. Hạ Thiên không kiên nhẫn nói với A Cửu, Cửu nha đầu, chúng ta về Giang Hải nhé. Vẫn còn chưa được, A Cửu lắc đầu, nếu chúng ta đã đồng ý trở thành chủ tiên giới, thiên giới, tất nhiên cũng phải làm một ít việc, không thể bỏ đi thẳng một mạch như thế, có vẻ như không chịu trách nhiệm cho lắm. Hạ Thiên nhếch miệng, nơi này có chuyện gì cần làm chứ? Nếu ngươi cảm thấy nhàm chán, ngươi có thể về Giang Hải trước. A Cửu nói. Ngô Bách Trương lên tiếng. Huyền Dương tặc tử vẫn còn một số di vật lưu lại bên trong Ngọc Tiêu Điện, chúng ta cũng phải dọn dẹp lại. Ở đó chỉ có tiên đế các đời mới có thể vào. Cho nên, ta nghĩ sư tôn và hai vị tiên tử nên ở lại xử lý một chút. Đúng là phiền phức, Hạ Thiên thật sự cảm thấy nhàm chán, không khỏi ngáp một cái, ta sớm biết như thế, ta đã tìm một chỗ ngủ từ lâu. Sau đó, A Cửu cùng với Bạch Tiêm Tiêm đến Ngọc Tiêu Điện của tiên đế. Hạ Thiên đương nhiên cũng đi theo. Hạ Thiên cảm nhận được từ trên người Huyền Dương Tiên Đế, còn có trưởng môn Cửu Sơn Kiếm Môn một ít khí tức dị giới. Hai người này rốt cuộc từ dị giới xuyên qua hay là đã từng tiếp xúc với người dị giới? Hắn cần phải tìm hiểu cho rõ ràng điểm này. Hạ Thiên, A Cửu và Bạch Tiêm Tiêm vừa đẩy đại môn Ngọc Tiêu Điện, một đạo ảnh vô cùng to lớn từ đối diện đánh tới, đồng thời còn có tiếng cười gần, đi chết đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 150.